một hai ba năm sáu bảy tám chín thì chào uh, trà giang hồ phước thịnh nay em xuất là hiện lại rồi đây nguyễn hoài minh phạm duy khánh phùng tiến đạt hoàng ngọc thiện thủy đinh trang phạm trịnh an duy huyền chi khánh linh trịnh hà kim huệ à huệ đọc bài tốt của thầy rồi đúng không Viết biết ở ra ngoài pết phú nam sơn đỗ văn tình tớ là lương 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 đấy hả kim huệ thiện uh, nguyễn thiện việt anh thùa lý rồi minh tiến mai chi Trần Ngọc An, Tô Xuân Hoài, Đỗ Hoài, Minh Anh, Nguyễn Văn Trọng Rồi mấy đứa chia sẻ livestream cho thầy nhá Ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ uh, chiến một cái buổi livestream khá đặc biệt Đó là đây là buổi livestream ở trong lớp VIP của chúng ta Đúng không? Lịch hôm nay chúng ta là livestream ở trong lớp VIP Nhưng mà thầy cũng đã thông báo với các em rồi đúng không ạ? Thầy sẽ link một cái buổi livestream trong lớp VIP ra ngoài page Để các bạn ngoài page có thể tham khảo Để biết được là lớp VIP của chúng ta đang chiến cái gì đúng không ạ? ngày hôm nay thì trò chúng ta sẽ tiếp tục chữa trong sách 2005 câu hỏi lý thuyết và phần này là phần câu hỏi đếm chất vô cơ ờ, trong đề thi thì thường nó sẽ xuất hiện là một câu đến uh, hai câu một câu thôi nhá thường xuất hiện khoảng một câu là 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 hay gặp nhất với phần này và thầy nghĩ là phần này các em rất hay sai khẳng định luôn Nguyễn Ngọc Vân Anh, Chu Minh Thương Nguyễn Hùng Lâm, rồi mấy đứa vào đi. Uh, mục đích của ngày hôm nay là thầy lên để thông báo cho cả các bạn lớp VIP Cũng như các bạn ở ngoài page Đó là ngày mai uh, Chính thức là ngày hôm nay là thầy đã thông tin liên quan đến cái khóa tăng tốc 8 cộng rồi Hiện tại bây giờ thì khóa học của chúng ta uh, rất là vui mừng Đấy, Sau khi mà thông báo cái khóa học này thì đã có 15, hơn 15.000 bạn tham gia Đúng không ạ? <laughs> 15.000 bạn tham gia rồi khóa tăng tốc 8 cộng quét hết 32 35 câu trong đề thi của chúng ta để chắc nền 8 cộng. Nhưng mà có một cái điểm mà thầy muốn chia sẻ với các em là cái khóa này có rất nhiều cái điều đặc biệt mà thầy sẽ gọi là giới thiệu cho các em ở trong khóa học này. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ kết hợp cả cái chuỗi dậy sáng học bài gọi là cực kỳ xịn sò của team tôi học, học dành cho các em. Chúng ta sẽ chiến vào lúc 5 giờ 30 sáng và chúng ta sẽ cố gắng làm 32 đến 35 câu trong vòng khoảng chưa đến 30 phút để các em có thể đi học. Và khi thầy sắp xếp thời gian như thế thì các bạn hoàn toàn có thể làm sao sáng nào các em dậy được. Nhưng mà chúng ta có thể xem vào đây thầy có gì ạ? thông báo cho các bạn ở trong khóa tăng tốc là gì ạ? Là chúng ta đã có cái file tổng hợp rồi nhá. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là thầy đã khảo sát hết ý kiến của các bạn rồi và lịch học của chúng ta trong tuần sau như thế này. Các em thấy là một tuần chúng ta sẽ chiến với thầy là 3 buổi Thực ra 3 buổi một tuần dậy sáng học bài chả lẽ không làm được thì Thầy nói thật với các bạn như thế là 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 là, là quá kém luôn thực sự như? Bình thường như rất nhiều bạn là các em mới dậy cả 7 ngày luôn Đúng không? Thành cái thói quen đi Đấy thì thầy sẽ chữa cho các em là từ thứ ba thứ năm và thứ bảy 3 ngày 3 ngày 3 đề Thế thôi cứ nhẹ nhàng vậy thôi còn học môn khác nhá Ok chưa? Đây là có lịch học rồi này Đấy và thứ hai đó là chúng ta có cái file tổng hợp các em có thể nhìn thấy cái file tổng hợp của chúng ta đây đúng không? À, OK chưa? Mấy đứa có nhìn thấy cái file tổng hợp đấy không? Đây nhá, file tổng hợp này đấy, có là cái câu chào hỏi của thầy ngay đầu không biết là các bạn đã xem file này chưa nhỉ? OK, đây file tổng hợp chúng ta đây. Thì ở trong cái file này ấy, các cái ngày nhá các cái ngày thì thầy sẽ đăng lên đây cho các em, các em mình không ạ các cái ngày ở đây gồm file đề này, thi trực tuyến này thì thầy sẽ đăng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm trước cho các em để các em làm thực ra là các em xác định là bấm khoảng 10 15 phút từng đấy câu là 10 15 phút thôi cho thầy update vào đây cho các em hết à, ok chưa và ngoài ra thầy tặng cho các em 710 câu hỏi nắm chắc 8 điểm này em có thể tải full ở đây này đấy, hoặc là các em có thể là dịa tải từng cái file tương ứng các cái bài ở đây thì sắp tới thầy sẽ tư vấn ở trong khóa học cho các em để các em có thể là phân bổ cái thời gian để mình học các dạng này nói chung là em học cái khóa này thôi là đủ rồi nha uh, video chữa thì có video chữa đầy đủ cho các em ok chưa video chữa đầy đủ luôn à. ok nhá các bạn hình dung ra chưa đây chu minh thư lưu thị phương anh phan tuấn đạt huỳnh quỳnh hương mấy đứa vào đi các em rồi ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ chiến cuốn hai nghìn lý thuyết đúng không ạ nha chúng ta sẽ cuốn chiến cuốn này nha chiến cuốn này ok chưa và thầy sẽ chữa cho các bạn là cái phần 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 nào nhỉ đây 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 thầy kéo lên đây nhá Phần uh, gì ạ? Câu hỏi đếm chất vô cơ, trang 170. 170 đúng không ạ? Chúng ta gõ đây. Các bạn làm cái phần này chưa? Lớp VIP chúng ta là các em cứ làm theo thứ tự, còn thầy sẽ chọn cho em những cái dạng khó để thầy chữa, lai chữa cho các bạn trước. Ưu tiên chọn trước, sau đó chúng ta lại quét lại sau nếu còn thời gian. Băng Đỗ, thầy chào Băng Đỗ nhá. Băng Đỗ tuyệt vời quá, Huyền Chi đã mở sách ạ. À. Nhớ này, mở sách ra đừng ghi vào sách nhá. Hôm trước thầy tư vấn rồi đấy. Các em hãy lấy cái phiếu trắc nghiệm của tôi học gửi trong lớp vip cho các em ấy xong các em tập tô cho thầy. Tô mua bút chì về tô luôn nhá. À, chưa đừng viết vào sách để sau này chúng ta còn ôn lại nữa em. Gần tháng cuối chúng ta còn ôn lại chúng ta ngồi mỗi ngày chúng ta khoanh đến trăm câu đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chiến phần này và nó có 50 câu. Tuy nhiên nếu mà dạy kỹ 50 câu khá mất thời gian đấy. Nếu mà các bạn mà động viên thầy ngày hôm nay thầy chiến em 50 câu luôn. Ok chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? À, ngoài ra nữa thì quên mất lại có cái này nữa này nhắc luôn này lớp vip chúng ta là đấy chào thầy tí nhỉ? thầy loát lại chả biết thầy đã update cái lịch livestream lên cho các em chưa nhỉ đối với lớp vip ấy, thì cái lịch livestream thầy đã up lên trên web rồi đúng không nhỉ mấy đứa nhỉ lịch livestream đã update lên web rồi đúng không tầm này là các bạn đang vào học đông thì có thể nó, nó... đây 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 mạng nhà thầy nó hơi yếu tí ok các em có thể lấy là lịch học của chúng ta trong tuần sau nhá đáng lý ra ấy là uh, ngày mai thầy mới đăng cho các em cơ nhưng bạn nào tinh ý thì các em có thể là nhìn vào uh, lên trên web các em nhìn cái lịch học của chúng ta Rồi, trương mai linh uh, nguyễn phố rồi chào thầy tí chào thầy uh, hai 20 giây thì thầy nhắc luôn lớp vip này và tuần sau là khá dày đấy nhá tuần sau là ngoài cái lịch học tăng tốc ra ấy các bạn lớp vip uh, nếu mà muốn chiến thì đăng ký khóa tăng tốc nhá ngoài cái lịch học lớp uh, vip của chúng ta ra thì khóa tăng tốc chúng ta sẽ chiến buổi sáng còn uh, buổi tối chúng ta đây có các cái lịch này thì mấy đứa nắm cho thầy nhá uh, tuần sau gần như là full luôn đấy ok chưa đó, các em uh, nắm cái lịch cho thầy nhá bây giờ thầy cho chúng ta chiến nhá thôi chiến đi được ôn lại chất béo Ô, ôn lại chưa tới ôn lại chất béo ester rồi uh, các thứ nữa chúng ta sẽ phải vá lại hết những cái phần đó rồi ok Em thích toán thực tế đúng không ạ? Cảm thấy tự tin với phần toán thực tế chưa Rồi ok mấy đưa sẵn sàng chưa? Bây giờ chiến nhé mày đứa Chiến đi Các em có thể là đăng ký khóa tăng tốc 8 cộng để vào chiến với thầy nhé các em Không sau này các bạn sẽ có thể là sẽ thấy là đáng tiếc và có thể sẽ cảm thấy hối hận đấy Bởi vì cái chuỗi đấy là tổ chức cả dậy sáng học bài nữa nó rất là hay Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé mày đứa Bộ câu hỏi đếm chất vô cơ 50 câu ở mức độ gì ạ? Thông hiểu Rồi Câu số 1 bắt đầu. Comment mẹ đã bán cho thầy thua lý băng đỗ Lê Thanh Toàn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Vân Anh. Đào Vĩ Khang thua lý thành đô. Đọc nào. Cho giấy các cái kim loại. Các em có thể nhìn thấy ở đây nhôm đồng sắt vụn đúng không ạ? Số kim loại trong giấy phản ứng được với axit 24 loãng. Chú ý ở đây là axit loãng nhé Nào chúng ta thấy là muốn tác dụng 24 loãng kim loại đó phải đứng trước hydro trong dãy hoạt động học. Chúng ta chốt luôn là nhìn là anh nào nhôm và và sắt đúng không ạ? Hai đồng chí này đứng trước hydro. Trong sẽ hoạt động còn đồng bạc thì chắc chắn không rồi. B ngay câu số 2. Rồi rất tốt Trương Mây Linh Huy Trương Trà Giang Hồ Phước Thịnh, Hồ Phước Thịnh băng đỗ viết toàn. Câu số 12 nào? Comment đẩy tốc độ lên. Cơ cho dãy các chất này, đúng không? Kim loại. Số kim loại trong dãy phản ứng được với gì ạ? Ở đây chúng ta là sắt 3 crua. Nhá, nào. Em nhớ là gì ạ? Đây chính là bài toán thủy luyện. Nhớ cho thầy dãy điện hóa. Nhá là gì đồng chí nào đẩy được FE3 cộng ra chúng ta chốt nhá nào chúng ta có CU này đúng không CU có thể đẩy FE3 cộng ra tạo thành FE2 cộng và CU2 cộng đúng không ni kem được này đúng không kém có được không ạ kém quá được luôn này đúng không đứng đẩy được anh FE3 cộng ra Maze có được không ạ được đúng không anh Barry có được không ạ? cũng được nhá Barry nó từ từ xem nào phản ứng được ở đây thì Barry nó phản ứng với dung dịch bởi vì nó có nước có nước vậy giờ chỉ còn mỗi anh bạc thôi bạc chúng ta nhìn này chúng ta có cặp FE3 cộng trên FE2 cộng đúng không thì bạc của chúng ta ấy là ở đây là AG cộng trên AG thì nó không thể nào mà ngược lại quy tắc alpha được chúng ta có là 2 4 và 5 đáp bán chắc chắn đây cái kiểu câu hỏi này người ta có thể thay là gì ạ thay em là các kim loại là một thứ hai là thay cái muối này đi muối này không phải là muối sắt 3 nữa là muối sắt 2 hay là 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 là, là à, muối sắt 3 xuân phát các thứ thì mấy đứa phải làm được nhá nó là dãy điện hóa nhé Nhớ chưa Ôn lại cho thấy phần đó nhớ nhá Bây giờ câu số 3 Câu số 3 là cho kim loại sắt Đúng không Phản ứng với những đồng chí này là các muối Người ta hỏi em là số trường hợp phản ứng xảy ra Thì đây, chính là bài toán thủy luyện thôi Sắt nó phải làm sao Sắt nó phải là đẩy được cái ca trông của kim loại ở Trong muối đó ra Thì em nhìn là gì ạ Đẩy được anh nào Đẩy được anh sắt 3 cộng không Có Đó là tạo ra hết thành Fe2 cộng Đẩy được là diện CU2 cộng không ạ? Đẩy được trong dãy điện hóa đấy Nó đã tạo ra gì ạ? Tạo ra đồng và và Fe2 cộng Đẩy được AG cộng không? Đẩy được CU2 cộng chắc chắn đẩy được AG cộng Thế còn là diện MG2 cộng thì không Đúng không? Chúng ta có cặp là diện MG2 cộng rồi này Trên MG nhá Đứng trước cặp Fe2 cộng trên Fe Đúng không ạ? Thì chỉ có MG nó đẩy được đồng chí này ra thôi Chúng ta có là 1, 2, 3 Cháu xin ngay B chắc chắn 4 nha Hiểu chưa mấy đứa? Còn nếu mà các em không hiểu cái việc mà thầy chữa này nếu mà nó có hơi nhanh ấy thì bảo thầy để thầy viết cho em hết tất cả các cặp trong cái dãy hoạt động học ra của cho các em, trong dãy điện hóa ra. Nhưng mà viết như thế nó phí thời gian ra. Bây giờ chúng ta chọn thôi. Cho các chất này. Số chất phản ứng được với FeCl3 chú ý vào. Đây là FeCl3 nhá. FeCl3 chúng ta Fe3+. Thứ nhất là kiềm. Kiềm có tác dụng được không? Có. Bởi vì làm sao nó tạo ra cho chúng ta là FLH 3 lần Kết tủa màu nâu đỏ Được chưa Đồng có được không Đồng quá được luôn Vừa làm ở trên Đúng không nhá Đồng chúng ta thì nó có cặp là gì CU2 cộng trên CU Thỏa mãn quy tắc alpha FE3 cộng trên FE2 cộng đấy Được chưa Bari thì chắc chắn được rồi Bởi vì Bari nó sẽ phản ứng với nước trong dịch Đúng không ạ Sắt thì là càng được nhá. Sắt thì nó còn đứng ở trước này nữa cơ FE2 cộng trên FE Đúng không em? Khử được nhá. Tiếp đến là AgNO3 thì nó sẽ có phản ứng nào? Nó có phản ứng là gì ạ? Phản ứng tạo kết tủa của Ag cộng với lại Cl- này. Đấy tạo kết tủa AgCl. Ồ thế là full option luôn. NH3 cũng được đấy nhá. Chúng ta nhớ là NH3 thì nó uh, các em học cái phần amin chưa? Đúng không? NH3 của chúng ta mà uh, có cái phản ứng là FeCl3 này cộng với dung dịch NH3. Đấy, hoặc là NH3 thổi vào đây tạo ra kết tủa FEOH tất cả gì 3 lần. Mấy đứa còn nhớ cái cái, cái phản ứng này không em? Nhá. Hoặc là amin của chúng ta cũng thế. Và ở đây là NH4Cl gì đó, Thấy không cân bằng nhé Vậy chúng ta có full option luôn. 2 4 6. À chắc luôn. Năm nào. Ừ, Rồi kỳ tiến. Thua lý Nguyễn Thiện Việt Anh. Nhớ là không được coi thường câu hỏi nào hết. Cũng không được coi thường một cái phản ứng nào hết mà chúng ta phải nắm thật chắc nó. Đi thi chúng ta phải tự tin như thế nhá. Câu 6. Rồi tiếp nào À câu số 5 nào Bây giờ cho em bốn cái dung dịch riêng biệt người ta đánh số như thế này Câu này chữa trong khóa chuyên đề rồi Bây giờ nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất Ok số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa Ăn mòn điện hóa thì nó phải thỏa mãn ba cái điều kiện nhá Thỏa mãn ba điều kiện nhớ chưa Nào comment thầy nào Lê Bảo Ngọc mấy đứa chia sẻ livestream cho thầy nhá Văn Thiện Lâm Nghi Thành Đô Hiếu Huy Lê Thanh Toàn Lâm Nghi Ngọc Tiên <laughs> ngọc tiên không được quên nhé ngọc tiên ngọc tiên quên cái phản ứng của, 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 của ag cộng với cl trừ à tiếc quá nhá ăn mòn điện hóa thì em thấy này sắt mà cho vào hcl thì có xảy ra ăn mòn điện hóa được không em nó chỉ là đẩy ra khí hydro đúng không làm sao thỏa mãn ba điều kiện ăn mòn điện hóa à, nó có thể là phản ứng được cái đồng này bởi vì sao đẩy đồng ra đồng sinh ra bám vào sắt trong môi trường điện ly thỏa mãn ba điều kiện này à, nha. không đẩy được sắt ba cộng thì nó đẩy được tạo thành sắt hai đúng không nhưng mà không không thỏa mãn ba điều kiện nó phải đẩy ra kim loại cơ còn cái đồng chí này được này hcl có lẫn cucl 2 nếu mà một mình cucl 2 thì không được nhưng mà có lẫn hcl vào thì là được đúng không em à một mình cucl 2 thì được mà kể cả có lẫn hcl vào thì cũng được nha vậy chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi đúng không ạ câu 6 sai em sao được câu này đúng không rồi lê thị bảo ngọc rất tốt em nguyễn ngọc vân anh kỳ tiến rất tốt Băng đỗ rồi, băng đỗ rất tuyệt vời. Băng đỗ đã nhắc cho các bạn là ba cái điều kiện ăn mòn điện hóa đấy. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau, em có thể nhìn thấy ở đây nhá. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào axit thì đây chính là môi trường điện ly của chúng ta nhá. Số cặp kim loại trong đó sắt sẽ bị phá hủy trước hay là sắt nó bị oxy hóa trước thì câu này đồng nghĩa như thế. Đúng không? Điều này có nghĩa là sắt nó sẽ có tính khử mạnh hơn. Đấy. Khử mạnh, mạnh hơn. Em phải đi tìm cho thầy xem là sắt nó kết hợp với đồng chí nào ở đây Hai ông này tiếp xúc trực tiếp với nhau Thì thằng anh sắt này mà có tính khử mạnh hơn Anh kim loại còn lại Thì làm sao thì nó sẽ bị sắt bị ăn mòn trước Vậy là đồng chí này được Sắt với kém thì là kém tính khử mạnh hơn do nó mà làm sao là kém sẽ bị ăn mòn trước Bởi vì nó sẽ ở anốt bị oxy hóa à, Còn hai đồng chí này đều được Vậy tổng chúng ta có ba anh Sắt tính khử mạnh hơn thiết và ni Đúng không? Chúng ta có ba và đáp án chắc chắn đi Nhớ chưa? Rồi kim hệ rất tốt em câu số 7 Em cứ luyện tập với thầy nhiều Em sẽ thấy một điều đó là gì ạ Là đi thi ấy Em nhìn cái đề ấy, là em sẽ tự tin hơn rất là nhiều Rồi mấy đứa cố gắng nhé Có bốn dung dịch riêng biệt đây Em có thể nhìn thấy thầy không đọc nhé Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Niken Thì nó lại là bài toán thủy luyện thôi Bây giờ Niken phải đi tìm xem là Niken nó đẩy được ca trương kim loại nào Đấy, đúng không Thì đây là sẽ xảy ra một điện hóa này Nào Niken thì nó đẩy được CU2 cộng ra Như kiểu sắt nó đẩy CU2 cộng ra ấy. nhá. Niken thì nó làm sao ạ Không đẩy được ZN2 cộng ra Trong dãy hoạt động hóa học Đúng không? Không đẩy được à, uh, Niken vẫn đẩy được sắt 3 ra Nhưng mỗi tội là uh, không đẩy được Thành sắt kim loại Đúng không ạ? Niken thì đẩy được cái gì ạ? À, uh, AGNO3 Đúng không nhỉ? Nhá Đẩy được AG cộng ra tạo thành bạc kim loại đấy Đáp án chúng ta chốt đề Đúng rồi, có số 8 Hiểu bài chưa? Rồi thầy chào Ngô Liên và đi Liên Câu số 8 nào Cho các kim loại rất quen thuộc Số kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch Điện phân dung dịch là điều chế kim loại là trung bình Hoặc là yếu Đây là thông dụng nha Trung bình yếu chúng ta tô này Kali bari là điều chế theo là gì là điện phân nóng chảy Bởi vì là kim loại nhóm 1A, 2A Đồng và bạc được Đồng và bạc kim loại yếu Chọn đáp án D Chắc chắn luôn Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Thông Lâm Nghi, Hoàng Quốc Bảo rất tốt Chứ toàn họ Hoàng xem livestream nhỉ Câu số 9 nào Đẩy tiến độ Comment thấy đi Quỳnh Quỳnh Hương Lâm Nghi Ôi trời các em đẩy một Một share nữa thôi là lên trời lại tuột mất rồi Một share like nữa là lên được 10.000 mắt xem rồi Quốc Việt Một mẫu khí thải chứa những đồng chí này Chúng ta đã quá quen với nó rồi đúng không NCO2, NO2, NITER hay SO2 Bây giờ em sụp là kiềm dư vào Nước vô trong đấy thì trong bốn khí đó thì số khí nó bị hấp thụ hấp thụ là nó phản ứng là lại sinh ra các cái chất khác và là, là, làm gì ạ? giảm cái nồng độ của các khí đi thì chúng ta gặp là cái bài toán CO2 hay là SO2 em tác dụng với dụ dung dịch kiềm rồi còn NO2 thì hiển nhiên nó tác dụng với đồng chí này sinh hai muối rồi đúng không chúng ta làm là là, là quá nhiều rồi nhá CO2 tác dụng dung dịch kiềm SO2 thì nó tính chất tương tự CO2 thế còn NO2 thì có đặc biệt chút là khi mà phản ứng thì nó sinh ra hai muối là Ca NO3 tất cả hai lần và C -a n o 2 nhé tất cả hai lần có hai cái muối đấy là do đó em phải để ý không nhường nhiều khi là em sẽ quên cái muối này thế thôi thế còn anh nitơ thì làm sao mà phản ứng được với lại nước vô trong của chúng ta đáp án chúng ta là là a được chưa ghi lại nhá chỉ có anh nitơ là hơi chảnh thôi đúng không lê thanh toàn chảnh thì cho nghỉ luôn đúng không ạ câu số 10 rồi comment này câu số 10 nào nó sẽ có những câu khó đấy. Còn câu nào mà là dễ thầy sẽ đi nhanh nhá. Nào cho các chất như này. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với BaCl2. Nào ông này ấy, ở trong dung dịch nó phân ly thành Ba2 cộng này. Và Cl trừ. Đấy em nhìn nào. Bây giờ em nhìn cho thầy. À, tạo thành kết tủa nhá Thì với cao hát có được không? Cao hát thì, thì Ba2 cộng nó kết hợp với lại OH trừ nó tạo ra bah hai lần. Anh này tan. Đúng không ạ? Tiếp đến là em em nhìn tiếp là CA NO3 tất cả hai lần thì anh này là CA 2 cộng NO3 trừ. Em thấy là ion dương kết hợp ion âm, ion âm kết hợp ion dương. Thì hai ông đấy kết hợp với nhau nó tạo ra chất kết tủa hay không? Thì em nhìn thấy làm gì có, đúng không ạ? BA2 cộng kết hợp NO3 trừ thì tan mất rồi. Đúng không? Thế còn SO3 thì sao? Cái trường hợp là là, là 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 là, SO3 phản ứng này thì nó hơi đặc biệt một chút bởi vì nó ở trong dung dịch thì SO3 chúng ta nó sẽ thành là SO4, đúng không? nghĩa là nó, nó tạo ra gốc S42 trừ. Thế đây là BA2 cộng ở đây nó sẽ phản ứng nhá. Đây là nó có phản ứng là SO3 này em. Cộng với nước đúng không? Đấy tạo 2S4 đấy và BaCl2 của em thì em sẽ thu được là Ba gì ạ? S4 kết tủa. Thế này em có nhớ thế không là lại là 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 là, là không chọn nhá, cộng với lại HCl. Đúng không? SO3 được này. Tiếp đến Ba2 cộng đây có S42 trừ được luôn này. Có SO3 được luôn này. Đúng không? Có K2S4 được luôn Tạo kết tủa đây Nếu tạo kết tuổi thường em sẽ quan tâm cái yêu này này Chúng ta có là bốn anh nhé Đáp án B Nhớ chưa? BA2 cộng nó phản ứng SO3 Nhưng mà là 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 là, là, SO3 của gốc gốc muối cơ còn đây là 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 SO3 này của em nó là sản phẩm của SO2 khi nó nó bị oxy hóa đúng không? Nha nó phải phản ứng với nước. Tạo S4 s 42 trừ câu số 11 nào. Nếu là lớp 11 em sẽ loại cái SO3 còn lớp 12 thì khác xưa rồi. <laughs> Thiện. Thiện nói chuyện là nhiều khi rất chân thành nhá. Đúng không? Bây giờ mình trưởng thành hơn thì mình phải khác chứ đúng không ạ? Rồi tiếp câu số 11 đi mấy đứa. Câu số 11 là kiểu câu hỏi mà em hoàn toàn có thể thấy trong đề thi đó là cho cái dung dịch BaH3 tất cả hai lần thì em cứ nhớ cho thầy là anh này em phân ly này trong dung dịch cái phân ly thành hai hay ông, Đúng không? Dương dương âm em nhìn thấy thế. Bây giờ nó cho lần lượt nó vào một loạt các chất nhìn trông rất là sợ bởi vì nó dài nhưng em đừng sợ nó. Người ta hỏi em là số trường hợp tạo ra kết tủa. Thế thì bây giờ em nhìn này, để tạo ra kết tủa thì với cái cái anh Barry Hero Conat ấy, em phải để ý cả hai ông này. Chứ em đừng chỉ focus vào anh BA2 cộng nhá. Thế bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào BA2 cộng chẳng hạn nhá. Thì em nhìn này, BA2 cộng nó sẽ kết hợp với các cái gốc ví dụ như là gì? Là là là, là CO3 2 trừ, đúng không? Đây là CO3 2 trừ này tạo ra kết tủa là BA 3 à, anh S42 trừ ở đây thì tạo kết tủa BA S4 em cứ tô đi đây là anh này BA S4 này đúng không ạ H2 S4 này, em tô đi cho thầy đúng không ạ đấy thì em nhìn qua là chỉ xét với BA2 cộng là em đã có là bốn chất rồi thế bây giờ chúng ta xét tiếp với HCO3 trừ anh HCO3 trừ ấy thì em phải để ý là anh này hoàn toàn có thể phản ứng với các cái gốc OH trừ để tạo ra một cái ion mới đó là CO32 trừ vật nước và khi đó thì cái anh CO32 trừ này ấy, nó sẽ làm sao nó sẽ kết hợp với ba hai cộng của chúng ta hoặc là cái chất ở trong này mấy đứa nhớ chưa thế bây giờ em phải đi tìm là gì ạ là tìm cái ông có tính kiểm thì tính kiểm đấy có nào hát này đúng không em lại tô cho thầy xe hát hai lần em lại tô cho thầy Mấy đứa nhìn rồi chưa vậy là chúng ta thấy là chúng ta có 6 chất và đáp án chúng ta đó là đáp án đi đấy là cái cách em tư duy còn tất nhiên là bây giờ chúng ta lớn rồi chúng ta không cần phải viết phương trình phản ứng đâu trong sách thì thầy phần này thấy không cho viết phương trình phản ứng cái phần sơ đồ dãy chuyển hóa thì thầy sẽ là viết phản ứng rõ ra cho các em còn phần này thì thầy nghĩ là em nên tư duy ở dạng ion giúp thầy nhé ừ, rồi văn thiện rất tốt mấy đứa hiểu chưa còn trường hợp còn lại với hcl thì nó vẫn phản ứng nhưng mà nó sinh khí không? trường hợp câu hỏi này người ta yêu cầu em phải đi tìm chất kết tủa cơ câu số 12 hai mấy đứa hãy tư duy như vậy nhé ừ, rồi 12 chị thua lý chọn b hả rồi chốt ba 2 cộng 3 ba trừ cho vào đây lại giống hệt câu trên chúng ta check luôn này nào, BA2 cộng thì nó cứ phải S42 trừ. Đây, S42 trừ đây được hai anh. Đấy, HCO3 trừ thì nó phải đi tìm kiềm. Vậy chúng ta có là chắc chắn là gì đáp án là D rồi. Đúng không em nhỉ? Đúng không? Câu 12 chúng ta là đáp án D đúng không? <laughs> đúng không nhỉ? À. Chuẩn chưa? Ừ rồi Gà vui tính Sao nhiều bạn chọn B đấy nhở à, Với HN3 thì sao HN3 là sao Thế như thầy phân tích ở câu số 11 thì HN3 là sao HN3 nó phản ứng như thế nào HN3 nó phản ứng nào Nếu mà em mà nhìn phân tích như ở trên ấy, Thì là em sai Vì sao? Bởi vì ở đây người ta đã hỏi em là trường hợp xảy ra phản ứng cơ mà Đúng không? nên là, là những bạn nào mà chọn D theo thầy ấy, là là mới là là ra đi chân lệnh toát nhá do đó mà nhiều khi ấy, là các bạn sẽ bị một cái tình huống là gì là khi mà em đọc cái đầu bài lên em nhìn là nó, nó rất giống nhau đúng không ạ và em sẽ bị là vì em muốn là làm thật nhanh để em còn làm những câu vận dụng cao đó em quên mất là gì là câu hỏi của đầu bài hai cái câu hỏi khác hoàn toàn nhau nhá vẫn là cái câu 11 này nhưng mà thầy uh, là lấy cái gì cái cái, cái câu hỏi của cái câu 12 này thầy đặt lên là kết quả nó khác do đó các em không được chủ quan ở đây axit chúng ta thể hoàn toàn phản ứng với anh này bình thường tạo sinh khí nha Câu số 13 ý vào nhá rất nhiều bạn là các em đồ bài cho thầy là hai cái câu 11 12 này là em chọn sai hết đó các bạn chú ý cho thầy cái điều đó rồi sang câu 13 đi mới được người ta cho em các chất này rất tốt đấy có một số bạn là các em rất là tự tin đấy nhá số chất trong dãy có tính lương tính do đó cái nhiệm vụ của em là gì đi thi nhanh thì nhanh thật nhưng phải đọc đầu bài để hiểu người ta hỏi gì đã trong chương trình chúng ta thì các chất lưỡng tính các em nhớ cho thầy nào à, ví dụ như canxi hydrocarbonat chúng ta là là anh này là lưỡng tính nhớ nhá anh này có thể tác dụng được với cả axit và kiềm đúng không ạ à, tiếp đến là gì ạ à, các cái uh, hydroxit này à, của nhôm và kẽm được chưa nhá các hydroxit của nhôm và kẽm hoặc các oxit của nhôm và kẽm hay là của chrome thì hay là của Trì và thiết thì đều có tính lưỡng tính Tuy nhiên ấy là em mà chọn đáp án ở đây ấy là đáp án D là em sai và thầy thấy một số bạn các em vẫn chọn đáp án D. Các bạn quên mất là gì là cái anh NH4 hai lần siêu 3 này anh này có thể phản ứng được với cả axit và kiềm đúng không? NH4 cộng siêu 3 2 trừ. Đúng nhỉ? Nhá. NH4 hai lần siêu 3 như là có chứ nhỉ? À quên. À, em chọn D là đúng rồi. Nếu bạn nào chọn A là sai nhá, em chọn D là đúng. Đúng không? Bốn chất mà. Nhớ chưa? Câu số 14. Ừ, rồi. Chú ý cho thầy cái đó nhá. Như thế là đủ là hiệu ứng để em ghi nhớ kiến thức rồi đấy. Nào, câu số 14 sẽ tăng độ khó hơn nhá. Người ta ra hỏi em là số chất đều phản ứng được với HCl và NaOH thì câu này có nhôm là phải chọn. Bởi vì là nó không hỏi là uh, các chất có tính lưỡng tính. Nhôm thì không có tính lưỡng tính nhưng nhôm thì có thể là tan trong cả axit và kiềm. Do đó em nhớ nhá, yeah, nhôm có này. AL2O3 thì rõ ràng là có rồi Đúng không? Anh này là có tính lưỡng tính rồi Nên là nó phản ứng được với hai đồng chí này AL2S4 Tất cả ba lần thì không nhá Kẽm hiroxit Được Đúng không ạ? NH4 hai lần siêu ma chúng ta vừa làm ở trên được Thế vậy thì ở đây chúng ta có 4 Và nếu mà em chọn A Thì em sai Đấy em chú ý nhá Và thầy thấy là có rất nhiều bạn là nộp bài cho thầy là các em vẫn chọn A Em sai vì sao? Ừ, rồi Phan Tuấn Đạt phòng ok rất tốt Huỳnh Quỳnh Hương Lê Thanh Toàn Các em chú ý nhá Là em quên mất có một chất đúng không ạ Đó là anh nào ạ Anh nào ạ NaHS Đúng không Anh NaHS HS của chúng ta tác dụng với HCl được Và tác dụng với NaOH được Có cần thầy viết phương trình phản ứng nữa không Chắc không cần đâu đúng không Nhá Đừng quên anh NaHS nhá Anh này thì có thể là Các bạn ít gặp trong lớp VIP chúng ta Hôm trước chúng ta vừa có làm đúng không Có làm với anh này Nhưng mà em nhiều bạn là em sẽ bị yếu bởi vì một số chất mới, một không phải mới mà nó lạ với em, em ít gặp. Nên là, là nộp bài cho thầy là vẫn có bạn sai đấy. Ok chưa? Na HS các bạn có cần thầy viết và đứng cho không? Na HS của chúng ta tác dụng với HCl sinh khí H2S đúng không? NaCl này cộng với lại H2S. Còn NaHS của chúng ta ấy nhá, yeah, khi mà tác dụng với lại NaOH thì nó tạo ra cái gì em? tạo ra tạo ra một cái chất địa lý yếu đúng không ạ đó chính là là nước của chúng ta đấy và gì ạ na 2 s em quên cái phản ứng này là vứt nhá rồi câu số 15 đi đấy kỹ vào nhá em thầy muốn là dạy kỹ cho em phần này là như thế bởi vì là thầy rất là lo lắng cho em cái chuyện là đếm chất này đếm chất này em đếm toàn sai được số chất trong dãy có tính lưỡng tính nào ôn lại phần này đi nào lưỡng tính thì chúng ta vừa làm xong nao hát thì không có rồi nhá nào thiết chỉ à, nhôm và chrome Đấy, bốn anh này em ghi nhớ giúp thầy cái nào Em ghi lên uh, cho thầy cái nốt Dán ở trên máy tính hay trên tường mình nhá Là các cái uh, oxit hoặc hydroxit Của bốn kim loại này Đấy, là có tính lưỡng tính Kể cả, cả kẽm nữa Đúng không ạ? Nhưng mà em thì em ít gặp hai trường hợp thiết chỉ Nha, chú ý cho thầy nhá Với đáp án chúng ta chắc chắn đó là C Rồi, có số 16 <laughs> Nguyễn Duy Khánh Tuyệt vời Khánh ơi Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, có số 16 nào mấy đứa? Cho các chất nào? Chọn đi. Tố chất vừa phản ứng được với lại HCl và vừa, vừa, phản ứng nào hát thì đến đây em đã tích lũy được kinh nghiệm rồi. Nghĩa là mình học là từ đầu đến giờ là đến câu số 16 rồi là bắt đầu là em tích lũy được kinh nghiệm, em chọn luôn cho thầy thôi. Nhớ nào? Phản ứng được với lại HCl nào phải chọn nhôm nhá Và các cái oxit của nhôm này, oxit của kẽm này và cái muối hydrocarbonate em phải chọn. Còn Na 2 S4 chúng ta là anh này là muối trung hòa rồi, đúng không? Chúng ta có đáp án chúng ta là 4 chất 17. Lê Bảo quên rồi đấy hả? Để ý nhá. Ôn lại đi. Có số 17 nào em? Ori Minh, Mi Tiến, Huỳnh Quỳnh Ngương, Trang Phạm đã chọn 17A chọn theo hai bạn lớp VIP nhá. <laughs> Để thầy xem nào. Quốc Việt khắc chung. Cho các chất sau. Rồi, đây. Số chất vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng nào hát giống hệt các câu trên. Tô Chrome hiroxit được. Anh solo 3 này chỉ phản ứng với HCl thôi. Đúng không? Nhôm hiroxit được và nhôm oxit được. Chắc chắn là đã bán A à rồi. Thế và đấy cái các em thấy không? Chúng ta đã bỏ công ra học và làm đến những cái câu này khi mà kiến thức lặp lại cái là em có thể để là tự chủ được kiến thức rồi, đúng không? Câu số 18 nào? Câu số 18 này bắt đầu hỏi câu hỏi kiểu khác đi nhá. Bây giờ tôi cho là là gì? cho em bốn hỗn hợp mỗi hỗn hợp này sẽ chứa hai chất rắn và hai chất rắn này có số mol bằng nhau thì em cứ coi là gì? câu này đồng nghĩa với việc là hai chất này phản ứng với nhau tỷ lệ mol một một đúng không tất cả các chất này phản ứng nhau tỷ lệ mol một một Đấy, thì bây giờ nhiệm vụ của em là phải đi tìm là số hỗn hợp Đấy, số hỗn hợp này có thể hòa tan hoàn toàn ở trong nước dư mà chỉ tạo ra được dung dịch thôi nhớ chỉ tạo ra dung dịch nhé hòa tan trong nước dư mà chỉ tạo ra dung dịch Và có đồng chí nào Nhìn vào đây cái biết A à, người ta chọn ngay rồi thì đó Na 2 O này Na 2 O này đúng không Và Al 2 O 3 nếu mà cho vào nước Ông này phải đứng với nước rồi Sinh ra em là 2 nào Đúng không ạ Thế bây giờ là tỷ lệ mon 1 1 Ông này 1 ông này là 2 rồi Thì kiềm đây nó hòa tan hết Al 2 O 3 thôi Nào hát cộng với lại Al 2 O 3 Cần gì phải viết phải đứng ra Đúng không ạ Đúng không ạ Nha, Cộng với lại nước nữa nước này nhưng mà thôi nhá đây là viết màu này thì em nhìn với tỷ lệ mon em biết rồi gì đó à, anh này là anh này là một hết này anh này cũng dùng có một thôi ông này hết sạch luôn ông này hết này ông này hết này ạ ừ, vậy là chắc chắn là gì ạ, không có gì ạ không có kết tủa hay là cái gì cả mà tan hết sạch luôn còn gì ạ đồng thì đây chúng ta nhầm thôi nhá cu để và fecl 3 thì nếu mà phản ứng được với nhau trong dịch ấy, thì uh, tỷ lệ mon là mấy ạ một một này nhưng mà khi mà cân bằng phản ứng thì ông này là bao nhiêu? Ông này là hai Ông này là hai Đúng không? Cần chưa? đồng phải phản ứng được tận hai anh này với đây phản ứng một anh này thôi Nghĩa là đồng dư Con này đồng dư này Anh này thì có BA2 cộng S42 trừ kết tủa quá rồi Ông này thì là có gì ạ? Phản ứng với nước sinh ra OH trừ OH trừ kết hợp với HCO3 trừ thì có kết tủa để tạo ra CO32 trừ rồi Chắc chắn chỉ có một thôi, đáp án C Đúng không? Rồi Ngọc Tiên mấy đứa nhìn ra vấn đề không nhở Em nhìn ra vấn đề không đấy Đây nhá cái phản ứng này này Cu cộng với lại 2 FeCl3 đúng không Thì có phải là tạo ra là 2 FeCl2 cộng với lại CuCl2 không Cẩn chưa Sau này chúng ta học nhiều chúng ta làm nhiều chúng ta nhớ được cái tỷ lệ mol này luôn đấy Thì rõ ràng là Anh này là một mol thì đồng nó dùng hết có 0,5 thôi Đồng còn dư không phải 5 mol nữa Đồng thì làm sao tan hoàn toàn hết được rồi tiếp câu 19 này ừ, rồi hiểu rồi đúng không cố gắng lên đừng có nghĩ nó khó nếu mà nó nghĩ nó khó thì chẳng bao giờ nó sẽ dễ đâu chúng ta hãy nghĩ nó là gì nó dễ đi uống ngụm nước đã xem nào câu số 19 chín đi rồi lê thanh toàn đã hiểu bài rất tốt nào câu số 19 tập trung vào cho giấy các chất số chất trong giấy tác dụng được với nao hát đặc nóng Úi, rồi đặc đóng à thì câu này liên quan đến là hợp chất của rượu của chrome do đó, đó là các em sẽ yếu phần này và trong lớp bíp các bạn xem lại cho thầy phần lý thuyết của gì ạ? À, cái khóa xuất phát sớm nhá lý thuyết của khóa xuất phát sớm cho thầy nào anh này có tính lương tính này đúng không tác dụng nào hát hiển nhiên rồi anh này thì là oxit axit chrome cro 3 của chúng ta là uh, chrome 6 đấy là oxit axit phản ứng với kiềm anh này tính lương tính này chọn này anh này cũng có tính lương tính ôi thôi Chốt ngay full option luôn 5 Đúng không ạ? Có cần thầy viết phản đứng không? Có trường hợp là anh CRO3 thì viết nhá Còn những anh còn lại thôi nhá CRO3 này, CRO3 là khi mà em tác dụng với NaOH Nó tạo ra là muối gì ạ? Nari uh, Na2 CRO4 à? Nari Chromat Đúng không? Và nước Nhá Các em tự cân bằng nhá còn đâu là những đồng chí còn lại thì mấy đứa tự viết thôi rồi, câu số 20. Nói thôi nha, học là học như vậy thôi, nên lúc đi thi là gặp phải là vẫn chọn sai đấy, đừng có mà là, là chủ quan. Càng chủ quan lại càng ra đi, câu số 20 đi. Cho năm dung dịch riêng biệt được trong năm ống nghiệm như này. Bây giờ tôi cho là BaOH tất cả hai lần dư vào đây. Chú ý là anh này dùng đến dư nhá. Sau khi phản đứng kết thước, kết thúc thì số kim loại có kết tủa. Nếu mà kiềm dư thì chúng ta cứ nhìn thấy hợp chất nào của nhôm chúng ta gạch luôn. Đúng không ạ? Kiềm dư thì không bao giờ là 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 là, là nhôm chúng ta nó nó, nó tồn tại dạng kết tủa nữa, bởi vì à, nhôm hydroxit Al(OH) ba lần của em sẽ bị hòa tan Nhá Thì chúng ta là thấy là gạch ngay ông này đã cần chưa? À? Tiếp đến là có Ba hai cộng thì em nhìn thấy S 42 hai trừ em tô tạo ra BaS bốn. Có OH trừ mà em nhìn thấy là gì? Ạ? Là là Fe hai cộng ở đây nó tạo ra Fe(OH) hai lần chọn ngay. Nhưng mà đến vấn đề đến anh Chrome thì sao? anh chrome chúng ta thì nó không thể chrome nitrat thì không thể là kết hợp để tạo ra kết tủa được k 2 co 3 tô luôn co 3 hai trừ kết hợp ba hai cộng Vậy chúng ta có ba anh thôi đáp án đi đúng không nguyễn hoài minh văn thiện phúc phúc đấy nó sướng ở chỗ đấy nha còn nếu mà cần thầy viết phương trình phản ứng thì thầy viết nhưng mà thầy nghĩ là không cần thiết lắm tư duy ở dạng ion ấy nó yêu cầu cái gì chúng ta tư duy ở dạng ion cho thầy phản ứng trao đổi thôi nào bây giờ tiếp cho các chất này Số chất tác dụng được hát loãng Ở nhiệt độ thường Chọn đi Nào hát chúng ta có tính kiểm Nào anh NaH 3 có phản ứng không ạ Có H 3 trừ với OH trừ Đúng không tạo ra NaH CO3 nước CO chúng ta thì chú ý nó là một trong những cái hợp chất của carbon Carbon mono -oxid. mono Đây là một oxit trung tính Nhớ nhá Không phản ứng được với hát Oxit trung tính mà Nhôm hydroxit có tính lưỡng tính Phản ứng được hát anh này là gì có tính ba giờ thì làm sao phản ứng ba giờ được đúng không anh hf này axit thì phản ứng với kiềm thôi bình thường clo thì phản ứng với nào hát thì nhớ lại cái bài toán là điện phân dung dịch muối ăn nếu không có màng ngăn thì clo nó phi sang nó phản ứng với hát để tạo ra nước da ven ngay đúng không nha nước da ven NaCl cộng với NaClO cộng với nước rồi có tính oxy hóa đúng không ạ Javen đấy nha yeah. Con NH4 CL thì cháu xin ngay rồi bởi vì có amoni NH4 cộng với OH trừ đây sinh khí NH3 Nếu chúng ta có 1 2 3 4 5 mà đáp án chúng ta chắc chắn B 22 rồi Hồ Phước Thịnh rất tốt Chú Minh Thư rồi Chú Minh Thư hôm nay bất ổn à sao Thực ra cái dạng bài này ấy, thầy nghĩ là với rất nhiều bạn nó không phải là dạng dễ Thực sự như vậy bởi vì các em khá yếu phần vô cơ. Tuy nhiên ấy thì thầy nghĩ là cứ rèn uh, luyện nhiều thì chúng ta sẽ tiến bộ thôi em. Cứ uh, xem thầy chữa livestream thì em sẽ hiểu là có những câu này thì phải làm như thế nào, những câu kia phải làm như thế nào, có những cái điểm lưu lư ý gì thì dần dần em sẽ tích lũy kiến thức và mình sẽ tiến bộ thôi nhá. Số chất trong dãy tác dụng được với h s 4 loãng nào? À, H2S4 loãng em để ý. nha. Thì em thấy là bạc chúng ta bạc hay đồng nếu đứng sau hydro làm sao phản ứng được. Đúng không ạ? Ta dùng 24 loãng có anh Fe34 này có phản ứng không em? Phản ứng. Fe34 nó phản ứng với 24 loãng sinh hai muối là diện Sắt 3 và sắt 2. Đúng không em? na 2 co 3 có phản ứng với H2SO4 không? Đây nó có H+ với co 3 2- nó sinh khí CO2. Có. Thế còn rõ ràng anh này là là hydroxit rồi có tính 3 bazơ nó phản ứng với axit bình thường. Thì câu này thì chúng ta thấy là chúng ta làm ngon nó có gì đâu. Đáp án C. Có ông nào chọn sai câu này không đấy? sai con này là vứt đi đấy nhá còn nhiều câu nó sẽ nó nó sẽ là là khám hơn nhiều <laughs> nhá nhiều câu khám lắm ví dụ câu này là, là sai vô đối luôn đây này thế thì thầy dừng lại một tí để xem. thầy một tí để xem rồi vứt đi thầy dừng lại một tí xem câu này là có bạn nào sai của hai ba trang phạm nguyễn hoàng lộc lê bảo ấy sắp đi được nửa chặng đường đấy mấy đứa cố gắng nhá nếu mà cần thầy tăng tốc thì bảo nhá số chất mà phản ứng được chú ý ở đây thực sự chú ý luôn nha đây là sắt ba điện à, sắt hai nitrat thực sự chú ý nha đây là sắt hai nitrat phải để ý nghĩa là anh sắt ở đây còn tính khử đấy nào anh sắt ở đây sắt hai cộng với lại oh trừ đây có kết tủa flh tất cả hai lần màu trắng xanh chọn ngay Cần chưa đồng thì có phản ứng được không đồng không bởi vì làm sao bởi vì đồng làm sao đẩy được sắt hai ra khỏi dung dịch muối Đấy, nhiều bạn đến đây là nhảy qua anh HCL Đấy, em nhảy qua anh HCL là một cái sai lầm cực lớn luôn Đấy, hay là em nhảy qua luôn cả hno 3 bởi vì em quen với kiểu là phản ứng trao đổi rồi trong khi đó là hai ông này phản ứng nhé axit phản ứng nhớ vào H2S4 ném vào đây cũng phản ứng vì sao bởi vì FE2 cộng của em đây này nó có tính khử em nhớ chưa còn tính khử thì hai ông này mục đích cung cấp ion H cộng được chưa NO3 trừ có ở đây Đấy NO3 trừ trong môi trường H cộng có tính oxy hóa thì Fe2 cộng có tính khử chúng ta nhớ lại đi có phản ứng oxy hóa khử xảy ra tạo khí NO và nước đừng bao giờ quên phản ứng này và thầy nhắc nhiều trong lớp vip rồi Đúng không? tiếp đến là Fe2 cộng rõ ràng là khử được Ag cộng xuống rồi còn Mg thì nó đẩy một phát lúc này là xuống sắt luôn nha vậy là chúng ta có là hai bốn năm đáp án C cần chưa có bạn nộp bài của thầy là vẫn sai đấy nhá nên để ý cho thầy cái này nhé mấy đứa Để ý cái này Cuộc tình tay ba <laughs> Rồi ok Mai Chi Hôm nay bây giờ thầy mới đọc tên Mai Chi sao nhỉ Sorry Mai Chi nhá Ok câu số 24 đi mấy đứa Đến câu 25 thì thầy sẽ nghỉ giả lao một tí à, Nghỉ giả lao khoảng tiếng nhỉ yeah. Rồi ok Trong các chất này người ta hỏi em là số chất có cả tính ô siêu hóa và cả tính khử thì với câu này thì thầy dạy trong lớp vip nhắc em rồi em phải đi tìm các cái hợp chất À, mà trong đó là gì là ca trung kim loại của em còn thì ở mức số siêu hóa trung gian. ở đây chúng ta nhìn qua đều là hợp chất của sắt thì phải đi tìm sắt hai vì sắt hai toàn hoàn toàn có thể thể hiện tính oxy hóa để chui xuống là sắt không và thể hiện tính gì tính khử để lên sắt 3 nghĩa là số siêu hóa của nó ở mức độ là là trung gian đúng không? thế bây giờ đi tìm sắt hai thì thì nó là cái bài toán là là là, là dành cho các cháu mẫu giáo thôi đây sắt hai này đây sắt hai này thấy số 2 không đây sắt 2 thì không thấy số 2 nhỉ yeah. nhưng mà <laughs> MS4 phải biết nó là sắt 2 nhé rồi chúng ta có là đáp án C được chưa rồi có 25 đi học nhẹ nhàng như đi chơi ấy nhỉ có áp lực không bây giờ mà không áp lực mới là lạ nhá gần thi mà không áp lực thì còn gọi gì là thi cử nữa thì cái cuộc thi đấy nó không còn ý nghĩa nữa nhá bây giờ là tiếp nào số chất trong dãy bị oxy hóa Đấy, bởi vì h nó đặc nóng vậy phải đi tìm là gì? tìm cái là, là là nghĩa là nó là 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 là, gì? là các cái chất em bị oxy hóa nghĩa là nó còn tính khử còn tính khử thôi đây là chất của sắt còn tính khử thì chỉ có là, là đây là, là đi tìm sắt hai thôi mục đích là đi tìm ông nào đi tìm sắt hai sắt hai đây đúng không ạ sắt hai đây sắt hai đây à, à ngoài sắt hai ra còn anh còn tính khử nữa nó là sắt dương 8 phần ba trong fba bốn đúng không chúng ta có bốn anh này nhớ nhá rồi nguyễn trọng nghĩa rất tốt lê tuấn anh ơi buổi ngày hôm nay chúng ta dừng lại đây thôi nhở hay chiến tiếp nhở đừng quên là gì ạ? là một anh sắt mà được tìm thấy vào ngày mùng tám tháng ba nhá anh sắt mà được tìm thấy vào ngày mùng tám tháng ba ấy đó là sắt ơ quên nhầm đây chứ <laughs> tí nhầm mùng tám ba và FE3 bốn Anh này là được tìm ra vào ngày quốc tế phụ nữ. Một trong những đồng chí mà nếu mà trong quặng là giàu sắt nhất. Nào, rồi Triệu Hoàng Khánh Linh, Lê Tuấn Anh. <laughs> Nghỉ giải lao tí đi. Một hai giây đi. Thầy chưa vậy thôi chứ thầy hôm nay thầy chiến với các em 50 câu bởi vì là À là, là, trong sách của chúng ta thì thầy vẫn để là một số cái bảng đáp án nó lỗi để cho thầy biết được là các em uh, các em gì nhỉ? Các em uh, đang uh, ôn ở phần nào hay là các em nhận sách về các em vứt đấy. Uh, chứ uh, thực ra sửa để mà sửa để cho nó chuẩn hết đáp án thì nó rất, rất đơn giản thôi. Không có gì phải quá khó đâu, nhưng mà đấy cũng là một cái cách để thầy kiểm soát các bạn. Nhá và thầy nhìn thấy thì có nhiều bạn là các em thậm chí là các em không tự làm mà các em lấy cái đáp án các em nộp cho thầy, như thế thầy cũng hơi buồn. <laughs> thực sự như vậy tất nhiên là không có nhiều chỉ có là không phải nhăm bạn thôi đúng không ạ ok rồi mấy đứa đang ngồi trước màn hình hay là em đang nằm điếc thứ thì em vươn vai cái đi để cho cái cơ thể của mình nó nó nó, nó nhẹ nhàng một tí sau đó thì chúng ta lại quay trở lại chiến tiếp từ câu số 25 chúng ta chiến đến câu số 40 hay là câu số 35 xong chúng ta lại nghỉ ra lao thầy muốn chia nhỏ như thế để cho các em đỡ mệt nhá còn thầy thì nói thật với các em là thầy là, là, là không mệt nó đặt đấy thầy làm sao mệt được nhá yeah, rồi câu 26 đi khổ lắm giáo viên thì đôi khi là mệt không được kêu mệt đâu 26 nào em cho các cái chất như thế này em nhìn đi đấy bây giờ nó tác dụng với hai bốn đặc nóng là một gì à? anh có tính oxy hóa người ta hỏi em là số trường hợp xảy ra phản ứng oxy hóa khử câu này rất nhiều bạn sai nhá số trường hợp mà xảy ra phản ứng oxy hóa khử thì nó phải có là gì trong cái phản ứng đấy nó phải có sự thay đổi số oxy hóa của các chất nha thay đổi số oxy hóa phản ứng thì hoàn toàn có thể xảy ra nhưng các chất trước và sau phản ứng mà không thay đổi số oxy hóa thì không coi là phản ứng oxy hóa khử mà nó chỉ là phản ứng trao đổi thôi do đó chúng ta nhìn à, anh hai s bốn chúng ta có lưu huỳnh dương 6 anh này là có tính oxy hóa do đó mà em nhìn fes s bốn đúng không số oxy hóa trung gian còn tính khử thì nó sẽ làm sao phản ứng thôi thầy sẽ không viết phương trình ra nữa nhé mấy đứa FE2 cộng cộng H cộng H2SO4 để đẩy lên là sắt 3 cộng và giải phóng khí SO2. Đúng không ạ? AGNO3 thì chúng ta là em thấy là anh này là kịch trần rồi. Đúng không ạ? Anh này là số siêu hóa của bạc đây kịch trần nên không thể, thể nào mà bị ô hóa được. Đúng không? Anh Na2SO3 này ấy, là rất nhiều em là các em sẽ sai này. Na2SO3 mấy đứa cứ hình dung cho thầy nó giống hệt như là cái anh Na2SO3 ấy. Nhớ chưa? Nhá, nó vẫn phản ứng với h 2 s 4 Đây. Na 2 SO3. Em nhiều em chọn anh này lắm. Tác dụng với H2S4, nó sẽ tạo ra cho em là gì là Na 2 s 4 cộng với khí SO2 và cộng với nước đúng không em? Tuy nhiên là em thấy là có sự thay đổi số xi hóa đâu, lưu hình đây dương 6 này, lưu hình dương 6 này, lưu hình đây là dương 4 và lưu hình đây là dương 4 này. Nhưng phản ứng này là phản ứng trao đổi thôi. Trao đổi là gì là ở đây này, anh này chính là H2SO3. Nhưng mà anh này nó không bền, nó giống hệt h 2 số 3 vậy Nhá, em nhớ chưa do đó mấy đứa để ý đừng chọn anh này Chọn anh này là đứt thầy, nhớ chưa Nhá, còn đây H2S Lưu Huỳnh âm 2 có tính khử Nó có thể là bò lên số số hóa là không Nên là phản ứng Thầy không viết nữa nhá HI đây IOT trừ Có thể lên IOT không Nên là khi mà người ta hỏi những câu này Em không cần viết phương trình phản ứng ra đâu Mà em hãy tư duy là đồng chí nào còn tính khử thì xảy ra Phản ứng ME34 thì chắc chắn là 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 sinh vào ngày mùng 8 3 chắc chắn có rồi. Còn đây sắt ba kịch trần rồi. Làm sao mà còn tính cử nữa? Nha, vậy thì tư duy khi mình làm bài toán nó là như vậy. Cháu xin Nam Anh D. Đúng nhỉ? Cần chưa nhỉ? À quên nhầm nhầm. Ờ uh, 1 2 3 4 4 chứ. ME2O3 thì kịch rồi thầy sorry là 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 số trường hợp xảy ra phản ứng siêu khử là 4 chứ. Đúng không? <laughs> Tí nó chọn em phải 2 và 3. Mồm thì nói là không được nhưng mà lại chọn nhiều khi nó lại ngáo đá thế. Khổ lắm các em ạ. Rồi nhá. Nhưng mà nó là một cái kịch bản lại tạo hiệu ứng ghi nhớ cho mấy đứa. Ông nào đây ông nào chọn gì ạ? À? 26D kia. Chú ý vào tự tin vào chứ Rồi sang 27 đi 27 nào Cho các chất như này ối giời ơi các chất luôn Đúng không ạ Nào Quanh nó lại Bây giờ lần lượt phản ứng HNO3 đặc nóng Lại hỏi là số phản ứng uh, Thuộc loại phản ứng oxy hóa khử Tóm lại phải thay đổi số oxy hóa đúng không Thay đổi số oxy hóa nhá Phải đi tìm là chất khử Một anh Sắt có tính khử không Có feo sắt 2 cộng Sắt 2 cộng đây Anh này thì là phản ứng Phản ứng trao đổi thôi Đúng không anh này còn tính cử này Anh này còn tính cử không? Sát 2 Anh này còn tính cử không? Sát 2 Anh này còn tính cử không ạ? Còn không? sát 2 Đúng không ạ? Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C Đấy anh em thấy không? Khi mà các em hiểu bản chất nói em chỉ việc tô thôi cứ nhớ thầy là phải đi tìm chất còn tính khử thì là nó sẽ phản ứng với chất này oxy hóa là, là, phản ứng oxy hóa khử thôi cái này là thầy cho chúng ta phải chuyển sang câu khác nhanh không các em lớp 10 các em nhìn thấy các em lại cười em lớp 10 nhìn thấy kem bảo anh chị ôn thi của gì thế này toàn câu dễ này đúng không ạ hai tám lê tuấn anh rồi cảm ơn lê tuấn anh đã động viên này nhá chốt thần tốc luôn bây giờ là một cái câu mà mà trong cái phần này ấy, em rất hay gặp đó là cái trò mà tôi cho anh fe bao bốn nó là tổ hợp feo với fe hai ba em có thể hiểu đô na như vậy nhé bây giờ phản ứng ấy, thì em phải để ý xem là phản ứng dư vừa đủ hay là phản ứng với dung dịch hcl hay hs bốn dư thì ở đây nó phản ứng vừa đủ với HCl Thì em thu được dung dịch X Dung dịch X của em ở đây ấy là đây là sắt 2, đây là sắt 3 đúng không? Nó phản ứng với HCl Thì nó sẽ tạo ra là sắt 2 và sắt 3 cầu rua Đấy, X em phải xác định được Thế nên bây giờ anh X này của em mới đi tìm xem Nó có phản ứng được với những đồng chí này không? Đúng không ạ? Thì bây giờ có bao nhiêu chất khi cho vào x thì tham thì xảy ra phản ứng học nhé? nó chỉ yêu cầu là mỗi là xảy ra phản ứng học thôi chứ nó không yêu cầu là tạo kết tủa tạo khí gì đó nhớ chưa? Thế bây giờ chúng ta tô nhá. Tóm lại là có hai ca trông kim loại này mà cứ có kiềm là chúng ta phải chọn bởi vì nó sẽ tạo ra kết tủa tương ứng. Tiếp đến là có đồng thì Fe3 cộng nó sẽ bị đồng nó khử. Đúng không? Thì là phản ứng. Đúng không? ạ à, 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 AG cộng đây thì lại có Fe2 cộng này nó sẽ khử cái thành AG cộng về xuống. Có phản ứng. Còn anh Na2S4 thì không. Na4 s thì Na cộng em kết hợp sẽ là trừ tan hai ông này với lại cái muối xuân phát của chúng ta đây là, là, là muối sắt xuân phát đều tan không được thì chúng ta có là chốt là đáp án c ngay 29 mấy đứa hiểu chưa nhờ công việc chúng Minh thử rất tốt 30 à quên nhầm 29 <laughs> à, ăn kem trước cổng rồi cầm đèn chạy trước xe máy rồi à. chưa xong câu 29 nữa rồi sang câu 30 rồi 30 chưa phải là tết chúng ta chốt 29 29 là gì ạ số chất mà tan được trong nào hết à vừa nói xong Chrome 6 oxit là một oxit đi ạ. lưỡng tính đúng không ạ? Có thể tan trong NaOH tạo ra natri cromat Na2CrO4. Thầy viết là phản ứng trên này thôi nhá. Uh, sắt thì không đúng không ạ? Uh, anh này thì có. Nhá, anh uh, chrome uh, à anh hiroxit có không nhỉ? Có, để tạo ra natri cromat Na2CrO2. Đây này. Anh này phải phản ứng NaOH nó sẽ tạo ra Na2CrO2 anh này phải đứng nào hát tạo ra na 2 cr 4 em nhớ nhá anh chrome chúng ta thì có tan trong kiềm không nó phải kiềm đặc đúng không nhỉ chrome tan trong trong kiềm không nhỉ cái này thì xem lại phần lý thuyết cho thầy cái nó chỉ là có hai này thôi nha đáp án b nhá và trong phần lý thuyết số phát sớm thầy có nhắc đấy nhớ nhá câu số 30 tốt lê thanh toàn mai chi rồi kỳ tiến Ừ, đợi rất tốt mấy đứa. Có số 30 nào. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính Ô, lại lưỡng tính à? Để không nhỉ, lưỡng tính thì bây giờ không chấp rồi nhá. Chrome oxit lưỡng tính. Kém hiroxit lưỡng tính. Ô, chết. Thế thì, 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 có hai anh này thôi nhá. Thanh vào nhá, không bon tay nó vứt đi nhá, B thôi. Những cái đồng chí còn lại ở đây là không có đâu nhá, không phải lưỡng tính đâu nhá. À, chú ý này. Đây là chrome 3 à chrome 6 oxit đấy nhá. Chrome 6 oxit Đấy không là lại ra đi chân lạnh toát 31 31 nào mấy đứa Ôi rồi Thế là toàn liên quan đến hợp chất Chrome Hay quá luôn đấy Để ôn lại cho các em phần Chrome nhỉ Thế là số chất Phản ứng được với lại HCL Phản ứng với HCL thì quá mềm gì nữa, Đúng không? Chrome có phản ứng không? Chrome phản ứng với HCL tương tự như kiểu là uh, Sắt phản ứng HCL Nó sẽ đẩy lên là Chrome 2 cộng Chrome cộng 2 Nhớ nhá còn đây muối sunfa muối carbonat thì chắc chắn phản ứng HCl sinh khí rồi. Anh này thì lại nhớ lại là đây là sắt hai có tính khử. Có đấy nhá. Cái này sắt hai có tính khử này. Đây, đây là môi trường H cộng đây NO3 trừ này. Sinh khí NO đấy, nhớ cho thầy cái. Phản ứng này là phản ứng hòa tan kết tủa thôi, phản ứng trung hòa thôi. À, anh này thì có tính lưỡng tính phản ứng ngay rồi. Còn NA2CO4 thì nó có phản ứng không? Thì đấy là các em hay bị tắc ở đây chỗ này. <laughs> Câu 31 này là đa phần là các em sẽ tắc ở đây liệu có có hay không đúng không ạ liệu có hay không em bị tắc đây n 2 cr 4 thì nó có bản ứng hcl không em nhớ là trong phần lý thuyết về chrome thầy đã nói là gì là cr bốn trừ của em là trong môi trường h cộng với lại uh, môi trường h cộng thì nó sẽ chuyển thành là cr 2 uh, o 7 uh, đúng không hai trừ còn nhớ không uh, một anh thì là chromat một anh là đi chromat đây cr o đúng không ạ và gì ạ? CR2O7 nhá. Thì một một đồng chí là là anh này ấy, là môi trường H+ thì nó chuyển thành là anh đồng chí này. Còn CR2O7 2- trong môi trường OH- thì nó chuyển thành anh này. Chúng ta có cái phản ứng này đúng không? À, còn về màu ấy, về màu thì ông khỉ gió này ông có màu vàng vàng gì đó. Vàng vàng nó là vàng vàng đúng không? Còn anh này nó có màu da cam. Cái này là màu da cam thì các bạn nhớ lại cho thầy da cam đang ra cam lại ra màu xanh mất rồi Ra cam nhé Anh này có màu vàng chanh Cô xem lại Đấy vậy là rõ ràng là Đây môi trường H cộng cháu xin ngay Vậy là full option 2, 4, 6 Đáp án D Đấy chắc lại được phần này chưa Rồi chú Minh Thư Kỳ tiến Phần Chrome cô dạy hóa em trả bài suốt Em nhớ Chrome lắm <laughs> Đấy, Tốt rồi Ok đấy, các em nhớ được rồi Thầy chuyển sang câu tiếp theo nhé câu số 32 đến câu 35 hay câu 40 thì cho ta nghỉ giá lao tí nhỉ. Nhá. Câu số 32 nào, không thầy sợ là các em typing các em gõ nhiều các em mỏi tay ấy. mỏi tay mai đến lớp là 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 đi đi đường cầm lái xe đạp là tay cứ thế này. Đúng không ạ? Có nhiều bạn là ngồi trên lớp là tay cứ thế này. Câu 32 nào. Số chất phản ứng được với hết nào hát em. Nào kiểm tra. Nào hát thì sắt có không? Không. Chrome 6 oxit có không? Có sắt đây sắt uh, sắt hai đây là có rồi, nó phải đứng tạo kết tủa trắng xanh này. Sắt hai cũng thế này, hai anh này phải đứng ra là FLH hai lần này. Anh này bị hòa tan trong NaOH hát bởi cái tính lưỡng tính này. Còn đồng chí này như thầy vừa nói đấy. Nari dichromat chúng ta lại có màu diện màu da cam. Thì nó có thể bị làm sao chuyển hóa trong vô hát trừ để tạo ra là CR gì ạ? Uh, O4 hai trừ đây này. Nhá. Đây chúng ta có là năm cháu xin đã bán D tiếp. Ừ, rồi nguyễn trọng nghĩa rất tốt chưa May linh văn thiện à, thế hùng à, trang phạm chrome đúng không cr không phải là cross đâu mà là cà rốt đúng không cà rốt đúng không có số ba ba nào số chất vừa phản ứng hcl vừa phản ứng nào hát Đấy, em đùa chứ làm đến cô ba ba là bắt đầu cảm thấy là đầu óc nó nhẹ nhàng hơn hẳn đi nhỉ yeah. đúng không em tô nhá lưỡng tính này lưỡng tính này lưỡng tính này à con anh này chỉ phản ứng axit rồi 34 nào Rồi 34 đi mấy đứa Có <laughs> 34 thì lại là FE34 Phải đứng với HIS4 loãng Vậy anh anh X của chúng ta em vừa có đấy Là FE3 cộng FE2 cộng và S42 trừ Bây giờ em tìm này Em tìm cho thầy là Phải đứng đây nào kiềm thì đấy tạo kết tủa này AG cộng thì đi tìm FE gì ạ à? FE3 cộng AG với FE3 cộng là Ơ à, từ từ AG kim bạc bạc kim loại thì làm sao được nhá bạc thì không được nhá đúng không ô oh, uh, bạc có được không nhỉ bạc là uh, bạc có không nhỉ bạc nó đẩy được uh, đồng chí nào không không có đúng không bạc không được nào hát BANO3 tất cả hai lần cũng không được BANO3 cho đây à, chết đây Bari đúng rồi có gì ạ à? Sun Phát đây rồi nacl thì không được B tí là chọn nhầm nhá chú ý thằng này được chưa nếu mà muối bạc thì được muối AG cộng thì được bởi vì nó còn anh anh này còn tính khử nên em đừng quên nhá đây là dùng H2S4 nên phải có S42 trừ đây thì có cứ B2 cộng là kết tủa rồi cháu xin ngay và đây hỏi là phản ứng hóa học mà 35 đó đấy nhá đứa đấy cho thầy nhá đi thi nhiều khi lại ngáo ngáo đấy con số 35 nói em 35 mẹ là liên quan đến dung dịch X sẽ chứa hai ông này. hôm nay có bạn kỳ bạn nào nhỉ? Thầy lại quên mất rồi nhiều bạn nộp bài thì thầy quên. Và các bạn nó bảo là với các cái phản ứng liên quan đến thuốc tím KMNO4 thì em em vẫn yếu. Phần này dễ cực luôn. Em nhớ là KMNO4 chúng ta là mang gan dương 7. Môi trường H cộng này chúng ta tóm lại nó có tính oxy hóa. Bản chất là gì là cái dung dịch của em ở đây nó có tính oxy hóa. Em tư duy như vậy thôi. Nha. Yeah. Thế bây giờ người ta cho em một loạt các cái dung dịch như thế này Người ta hỏi em là số trường hợp xảy ra phản ứng oxy hóa khử Thì em phải đi tìm xem là trong các cái hợp chất này của em Anh nào còn tính khử thì nó phải phản ứng được với ông này Em chỉ cần tư duy thế thôi Thế còn là gì ạ? Uh, nhiệm vụ của em là em phải tìm các cái phản ứng đấy Em nhớ em viết cái phản ứng đấy ra Thì có thể là các phản ứng đấy này nó nhiều cation, nhiều anion có thể là nó sẽ ra các cái hợp chất, nhiều hợp chất, nhiều sản phẩm Có thể em khó nhớ nhưng mà bài với bài này Chúng ta giải quyết ở cái góc độ bài này thì tư duy là phản ứng oxy hóa khử là giữa chất khử với đại chất oxy hóa thế thì nhìn nào sắt hai cộng này là hai này là trước tiên là có tính điện tính khử đã sắt hai cộng trong hai muối này cus 4 thì cu nó tính cu hai cộng đây kịch trần rồi đúng không mgs 4 chúng ta ở đây là, là là, là, nó cũng kịch trần này. số oxy hóa nó kịch trần rồi h 2 s như thầy nói đây s đây là s hai trừ nó hoàn toàn có thể nhảy lên là s không đúng không ví dụ thế đúng không ạ là số siêu hóa tăng rồi chọn sẽ là trừ đây thì anh này số siêu hóa là nó hoàn toàn có thể nhảy lên là khí clo đúng không ạ vậy là chọn đây thế thôi chúng ta có bốn anh và đáp án em là c nha nguyễn trọng nghĩa với triệu hoàng khánh linh rất tốt chu minh thư Quốc việt thế hùng đây em tư duy như thế rồi còn phương trình phải đứng thì em uh, tự tra lại mạng cho thầy đi tra lại mạng cho thầy thì em sẽ nhớ hơn thầy viết thì nó sẽ khá là dài và mất thời gian để thầy dạy cho em cái cách tư duy khi em chọn nó nha 36 này hỏi cái gì thì chúng ta làm cái đó thôi 36 thì nó lại giống cái câu uh, những câu trước đó là hòa tan uh, fe 34 vào H24 nhưng chú ý ở đây là là anh này là là dư đấy là có một cái điểm đấy khi mà nó dư ấy, thì trong x của em nó sẽ chứa là gì ạ ngoài FE2 cộng FE3 cộng ra thì nó còn H cộng dư nữa và S42 trừ nó còn thêm anh yêu H cộng này nữa bổ sung vào đây em để ý bây giờ tô nào À, tôi hỏi là số chất thì Số chất có khả năng phản ứng thôi nhá. Nếu mà hỏi kiểu này thì nó quá dễ. Nếu mà hỏi kiểu này thì cứ nhìn thấy phản ứng là ta chọn thôi. Thì em nhìn nào. Tô. Nào hát là kiềm phản ứng này với uh, ba này là phản ứng. Uh, CU2 cộng, CU2 uh, đồng, đồng thì có Fe3 cộng phản ứng. không? Bạc thì không nhưng đồng thì được, đồng thì nó khử được Fe3 cộng. Đúng không? Anh này là là là, là gì? Anh này là sắt 2 nitrat nhiều bạn ơi. Gạch, ở đây toàn sắt thôi. này tự nhiên sắt vào làm gì? Gạch, gạch là vứt. Đúng không? Thầy nói ba một mép rồi Đây là sắt này nó còn tính khử Đây là anh này còn n 3 trừ này Có H cộng à, Vừa làm ở trên rồi nhưng mà Em đi thi này em vẫn quên đấy Em ngáo lắm nhá sau đó mà xong về báo thầy em sai câu này cay lắm thầy là, là bực mình lắm nhá nào kmno 4 nhớ kmno 4 bốn trong môi trường là h 2 s bốn dư có h cộng lại có đồng chí này còn tính khử là cháu xin có thì anh ấy phản ứng siêu hóa thôi BACL2 cứ có S42 trừ chọn ngay đúng không Clo chúng ta thì có tính oxy -oh hóa thì chọn luôn Clo chúng ta có tính oxy -oh hóa mà thì sắt 2 nó oxy -oh hóa sắt 2 sắt 3 thôi nhôm thì sao nhôm thì nó khử rồi ờ, ba ông này luôn đúng không Ô, thế là full option 2, 4, 6, 7 đáp án chúng ta là D full topping chú Minh Tư <laughs> nhớ chưa? Sợ nhất là các em không đọc kỹ đề ấy. Đi thi các em chọn sai ấy. Nhá, yeah. nhiều bạn vừa rồi đi thi sở Hà Nội thì cái thứ là các em về em báo thầy là câu lưỡng tính em sai, câu này em thiếu chất thực sự là cả lẽ lại gặp trực tiếp bị tát cho cái nhá. Yeah. Thôi hôm nay bạo lực quá sorry các em. Bạo lực quá nhá. Yeah. Bạo lực quá tới off ở lớp VIP là đội đấy nó nó không dám đi chết vậy toàn các anh chị 2 k tư đi thì thôi đấy nhờ yeah, 34 Nhỏ từ từ là đến dư nhá Đến dư nào hát vào Nào hát vào đây là đều là các cái muối hết đúng không Thì người ta hỏi em là số trường hợp thu được kết tủa Thì cứ được gạch các cái muối nhôm đi Muối của nhôm là kiềm dư là nó tan mất rồi Không thu được kết tủa đâu Thì chúng ta thấy là có muối uh, sắt 3 là Sắt 2 cái thứ này anh này được này Ở kết tủa tương ứng rồi Thầy chửi nghe sướng thật Thúy Trương <laughs> Chứng tỏ là nghe gì nhỉ chứng tỏ là bây giờ nó có cái trò là gì trò là đi ăn phở thì là chửi chửi lại thích càng chửi càng thích đi ăn thế bây giờ là bây giờ là mình là giáo dục hóa lên là gì là dạy học là cứ thích nghe chửi cơ chứ hôm nào mà đi học mà thầy cô không chửi vài câu cảm giác khó chịu kinh khủng luôn thế là là gì là là cũng phải nhắc thầy cô là thầy cô xem nào chửi em mấy câu đúng không ạ à, không chưa 38 đi Phạm Khánh Linh FE2 cộng mà nấu 4 uh, trừ H cộng là hình như là phương pháp chuẩn độ Không phải hình như nữa mà nó lại nét căng rồi Trong khóa học thầy dạy phần đó là phương pháp chuẩn độ gì nữa nó... 38 nào Bài toán quen thuộc nhá Nào FE34 vào đây là H24 loãng dư Vậy x của chúng ta có luôn đúng không Viết lại thôi FE2 cộng này FE3 cộng này H cộng này S42 trừ Bắt đầu đi tô Đồng này là được này đúng không Đồng nó sẽ đẩy có tính khử đẩy FE3 cộng ra anh này thì vừa nói rồi, sắt 2 nitrat thì nó phản ứng với H cộng NO3 trừ môi trường oxy hóa rồi. Có Fe2 cộng, có KMNO4 là phản ứng gì? Phản ứng oxi oxy hóa khử rồi. BaCl2 này có rồi, SO4 2 trừ đây rồi. Clo thì oxy hóa Fe2 cộng lên Fe3 cộng. KNO3 được. có được quá luôn. Vì sao? Bởi vì KNO3 thì mục đích ông này vào là cung cấp NO3 trừ. Trong này tôi đã có sẵn Fe2 cộng và H cộng rồi là tôi xảy ra phản ứng là oxy hóa khử mạnh mẽ luôn Na được không? Na không được Ở Chúng ta có 2, 4, 6 đáp án Lại D Thế chứ lại Em là con người thích ngược Nên thầy càng chửi em lại càng thích Chu Vinh Thư Kinh nhỉ? Năm nay thầy thấy có một điểm là như thế này Năm ngoái thì các anh, các anh, chị Các chị Thực ra không phải riêng các chị đâu mà Các anh chị luôn ấy. Cái khóa 2K4 ấy Mà nó nó hiền Nó lành Nhưng mà đến cái khóa hai cái nhâm này này Thế là Nói thật cả nam lẫn nữ của khóa hai cái nhâm ấy Là nó mạnh mẽ lắm Thực sự như vậy Mạnh mẽ kinh khủng luôn đấy nha yeah, hai cái nhâm là các bạn nữ các bạn nam các bạn nam thì là 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 là, là mềm hơn tí nhưng các bạn nữ thì có thể cảm giác khá là mạnh mẽ thực sự khóa hai cái nhâm này khóa rất đặc biệt luôn cảm giác như là một cái khóa mà sẽ là gì ạ? sau này rất là dễ thể hiện bản thân đấy nhưng mà cứ phải là giữ gìn răng miệng nhá ok fe ba bốn với hai bốn loãng dư giống hạt câu trên nhá này giống hạt câu trên thì ngoắc nó xuống đây đúng không x của chúng ta sẽ chứa những dung dịch như thế bây giờ chúng ta tô cam mà bốn thì vừa nói xong đấy học đến uh, đến đây rồi mấy đứa cảm thấy là thấy nhẹ nhàng hơn chưa cam mà bốn thì có fe hai cộng đây hạt cộng đây phản ứng chuẩn độ như bạn Khánh Linh hay bạn gì vừa nói đấy, clo này, clo tính oxy hóa nó phản ứng với FeCl2, à, Fe2 cộng tạo Fe3 cộng. Nào H thì chắc chắn là phản ứng kết tủa với hai anh này, phản ứng trung hòa với anh này. Na 2 CO3 có H cộng cháu xin ngay phản ứng sinh khí CO2, đúng không? CuS4 thì có à, từ từ CuS4 thì thì như là không. CuS4 thì nó chả tạo ra cái gì, đúng không? CuS4 thì không nhé, đúng nhỉ? Đồng thì được, đồng thì phải phản ứng với Fe3 cộng. KNO3 thì vừa nói rồi. Cung cấp NO3 trừ. Đấy, có anh này, có anh này, phản ứng. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta có 2 4 6 đáp án chúng ta là gì ạ? Đáp án C. Được chưa? Thế là khá là mềm rồi đấy nhỉ. Sang câu 40. Úi giời. 10 giải thế. Thôi làm câu nốt câu 40 này chúng ta lại làm tiếp thêm 10 câu nữa để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay nhỉ. Kali, Quốc Khánh, Văn Thiện, Triều Hoàng Khánh Linh rất tốt kali chọn 40 b à ai chả chọn theo kali luôn nhá yeah. bạn kali chúng ta chọn 40 mươi à, bạn nguyễn hoàng lộc văn thiện lê thanh toàn lê bảo hồ phước thịnh <laughs> hai ca nhâm báo nhiều lắm ạ lớp vip hai ca nhâm là nơi sản sinh ra các báo thủ ai già dạ, thầy đệ tưởng pháo thủ báo thủ là báo báo bố báo mẹ này hay là <laughs> hay là gì đây hay là hổ báo báo thủ rồi về báo bố, bố, bố mẹ thì chết đấy học năm nhất đại học rồi về bố mẹ ơi con báo tỷ thì thôi ra đi nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cho thầy số cặp chất mà trong đó các phản ứng nó xảy ra ở điều kiện phù hợp tức là thường hay nhiệt độ cao hay có xúc tác thì đều ok tóm lại là tôi uh, cho anh tóm lại là uh, dùng mọi cách để tác hợp hai anh chị với nhau nếu mà không đến được với nhau nữa thì thôi uh, xin là tạm biệt nhá thì bây giờ chúng ta có là một chúng ta chắc chắn là được đúng không em một đây là AlO 2 trừ với H cộng em cho vào nó tạo ra kết tủa đó là alh ba lần thì cái, cái phản ứng này quá quen nhưng mà cái bài toán này là chúng ta đã được giảm tải rồi nhưng gần như là không không gặp nó nữa ít không phải là giảm tải nhưng mà ít gặp NaH uh, với lại NaHCO3 ba thì nó lại là quá quen luôn rồi đúng không có oh trừ với lại có CHCO 3 ba trừ thì em sẽ sinh ra là co ba hai trừ đấy tóm lại là na hai co ba vào nước đấy na hai co ba vào nước những cái phản ứng nào mà quen thuộc thì thôi nhá BACL2 thì làm sao phản ứng được với NaHCO 3 em nó chỉ phải đứng với na hai số 3 thôi để tạo kết tủa à có phải đứng với số 4 này khá đặc biệt này này và đứng số 4 này chúng ta ở đây là anh này là phân ure phân ure chúng ta biết là khi mà em bón cho vào nước ấy nó tạo ra là muối amoni carbonat đúng không ông này này nh 2 hai lần co khi mà bón cho vào nước ấy nó tạo ra là muối gì ạ amoni carbonat và anh amoni carbonat này của em đúng không em nó sẽ phản ứng với lại xe 3 xe tất cả hai lần thôi. Đấy bản chất của phản ứng là em hiểu hiểu nôm na nó như thế. Nó ra kết tủa phản ứng trao đổi. Đấy, và cộng với em đây là uh, khí NH3 và nước. Được chưa? Thế thì em gộp hai phản ứng này lại. Đúng không? Em gộp và khi mà em gộp lại thì em thấy là gì bên này chúng ta có NH4 gạch. Đúng không? Bên này chúng ta có nước. Hình như là em phải cân bằng đây hai nước rồi hai nước đấy. Gạch hai nước gạch luôn. Tóm lại là cuối cùng là cái phản ứng này của tôi em tôi gộp lại là NH2 hai lần CO tôi cộng với anh này còn này là CaOH tất cả hai lần để thu thu được là CaCO3 và cộng với lại NH3. Đấy em nhớ đây phản ứng này nhá. Phản ứng này là, là là đôi khi là bạn nào yếu là sẽ bị đứt những cái phản ứng này. Mọi nhớ chưa? Nhớ giúp thầy phản ứng này nhá thầy không cân bằng nữa nhé Có thể đây là thêm 2, thêm 2 Thầy không, không, không cân bằng nữa Thì câu số 5 này là được này Câu số 4 này được này Câu số 5 này được luôn này Muối amoni mà Anh này muối amoni thôi Amoni uh, acetate chúng ta, ta phản ứng với HCl Tạo ra là acid acetic Đúng không? Thì uh, vậy là khói trắng cái NH4CL đấy Tiếp đến là Đồng chí này thì là phải đứng rồi Đứng này tô chứ Đúng không? Quá quen rồi HCO3 trừ với lại OH UH trừ tạo ra kết co 32 CO3 trừ kết hợp Ba 2 cộng tạo kết tủa PA siêu 3. Có phản ứng nhá. PBS với HCl thì nó tạo ra cái gì? PBS với HCl thì uh, PBS với HCl có phản ứng nhỉ? Không đúng không? Không phản ứng nhá, anh này không phản ứng. Uh, KHS4 với NH3 thì quá luôn rồi, anh này muối axit phản ứng với ông này. Đây này nó có H+ này. Đây có H3 trừ sinh khí là CO2. Đây không viết nữa nhá. Vậy chúng ta có đúng 6 đấy. Kali chuẩn. Yeah, mấy đứa hình dung chưa Ok Câu số 40 ổn chưa Ổn chưa em Ở đây có bạn là A từ từ Ở đây có bạn bảo là Trần Bình Trần Bình cũng có cái ý rất là hay đấy BaCl2 với ba đun nóng vẫn phản ứng được không thầy? À ừ nhỉ. Ừ. Thầy quên cái đó. Ở đây nó có cho em là ở điều kiện phù hợp. Thì điều đó có thể xảy ra đấy. Nhá. Ba có thể xảy ra theo trần bình đấy. Cái này chúng ta thấy rõ. Bởi vì uh, gì ạ? Muối Nari hiđrocamnat chúng ta thì nó dễ bị uh, nhiệt phân tức là nó kém bền nhiệt em khi mà em nhiệt phân nó thì nó tạo ra là na 2 na Na2CO3 đúng không ý bạn trần bình là như thế đúng không giải phóng khí co 2 vào nước Đấy, thì khi đó thì có ba 2 cộng đây kết tủa tạo kết tủa ba 3 được Ồ, vậy đáp án chúng ta không phải là 6 các ạ mà đáp án chúng ta là 7 nha d nha rồi bạn trần bình nói đúng đấy bạn trần bình nói đúng đây. đấy nha rất chuẩn và thầy nhớ không nhầm thì thầy cũng đã chữa cho em một câu kiểu như thế rồi đấy nha bạn trần bình đúng ok rồi rất tốt đấy rồi cái này thì cái cái này thì chúng ta chú ý cho thầy nhá bởi vì là ở đây nó ghi là điều kiện phù hợp nếu mà nói là điều kiện thường ấy trong cái ngoặc là thay đổi điều kiện thường với em cái là, là nó sẽ nó sẽ hơi khác đi đấy rồi có số 41 nào rất tốt đấy cả lớp chúng ta vỗ tay bạn trần bình nhé đúng rồi đấy 41 rồi để ý rồi nhá ok à, cho các kim loại đúng không ạ? Cho các kim loại ở đây. Số kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Nhiệt luyện chúng ta là sử dụng các chất khử như là CO hay là carbon hay là CO hay là hydro hay thậm chí là nhôm rồi vân vân để khử các oxit kim loại mà kim loại đó sau nhôm. À, sau nhôm nhá thì đi tìm sau nhôm một anh nào? Khi bà con nào may áo giáp à, sau nhôm đây sắt hỏi cửa hàng Á Phi Âu bốn anh. Wow. À luôn quá dễ nhỉ Tôi dưng đến đoạn này cho câu này cảm giác là <laughs> quá thường thôi luôn có số 42 nào số kim loại tan tốt trong cao hát nào tan tốt thì ít tan thì không được tan tốt nhiều khi nó có cái tính từ tốt vào đây là nhiều khi là phải băn khoăn tan tốt thì cứ kim loại kiềm kiềm thổ kiềm thôi ba anh này thôi a à, tiếp còn à từ từ nhôm đấy chứ Tí là tòi Còn nhôm nữa em Đúng không? Nhôm 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 đó, Chúng ta là B Rồi 43 Được chưa Thần tốc luôn Cứ hình thật đấy ông Hồ Vức Tịnh Thần tốc mà như kiểu là Báo thủ ấy nhỉ Đây là vươn mình đấy các bạn ở các bạn đang xem livestream của các em đã vào trong khóa tăng tốc tám cộng với thầy chưa đấy Nói chung là các bạn lớp VIP vào đấy dậy sáng với thầy cho nó phấn khởi nhỉ Dậy sáng với thầy cho thầy livestream thầy nhìn thấy mặt các bạn cảm giác nó, nó cũng máu lửa hơn Rồi dung dịch canxi hiroxid em nhé Tác dụng được với bao nhiêu chất hả hả em Nào canxi hiroxid có tính kiềm đúng không Rồi Thùa Lý, Trương Mai Linh, Kali, Nguyễn Hoàng Lộc, Ngọc Tiên Em thấy là gì ạ là Cancellosis thì phản ứng với clo tạo ra Chlorovoi Trong đó Cl trừ của chúng ta nó có hai số xô hóa Trừ 1 và cộng 1, em nhớ không? Tôi cũng biết đó nha à, Còn đây là gì ạ? Anh này có Ca2 cộng kết hợp với CO32 trừ tạo kết tủa Được chưa? À, phản ứng CO2 sụp vào dung dịch kiềm Quá quen rồi à, à, HCl phản ứng với muối À với, với uh, CaH2 lần phản ứng trung hòa à, Anh Na HCO3 này có HCO3 trừ phản ứng với lại OH trừ đúng không tạo CO3 hai trừ kết hợp C2 cộng tạo kết tủa đúng không hai S4 này axit trung hòa NaCl thì nói thật là ông này ông này nói thật là ông chả chơi được với ai mấy nói thật với các em đấy ông này chỉ có là cho vào cắm điện vào thì ông ấy mới ấy thôi chứ còn ông này mà phản ứng các chất thì rất ít ông này là phản ứng thường ấy ông này ông thích phản ứng với các cái đồng chí mà nó giàu sang một tí tức là các cái muối của bạc ông này hay phản ứng các muối bạc tạo kết tủa Chứ còn ông phản ứng với mấy cái đồng chí này thì ông ấy không chơi Nói chung là ông này hơi chảnh BAH số 3 hai lần thì nó giống hệt NAH số 3 này Phản ứng được NAH S4 thì có rồi Đúng không? NAH S4 là, à, là, là, là có H cộng uh, Với lại lại là uh, S4 2 trừ nhá NH4 CL muối amoni chắc chắn phản ứng với kiềm sinh khí NH3 Anh này thì Ơ từ từ Câu này ấy thì em đẩy SO2 nó giống CO2 Sẽ phản ứng với dung dịch nước vô trong nhưng mà cô này để ý anh này Tí nữa thì là Thầy quên không nhắc các bạn MGCO3 chúng ta Nó là chất rắn Em nhớ nhá Nó là chất rắn Và nguyên tắc của chúng ta khi mà học Ở hồi lớp 11 ấy, ở chương 1 sự điện ly Phản ứng trao đổi ion Thì magie carbonat như hay là canxi carbonat Là những chất rắn Và những chất rắn là điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion Với chất tham gia là phải phản ứng với axit Chứ nhiều khi em bon tay ấy, em thấy ơi 3 hai chữ xe 2 cộng tạo ra CO3, co 3 siêu xe 3 là em ra đi vĩnh viễn luôn nhà ông này phải đứng axit thôi axit không không tan trong kiểm đấy cái đó đây chúng ta có bao nhiêu chất này hai này 4 này 6 này 8 này có 10 chất có 11 không có 11 này. có bạn nào sai con này không ma dây có này em em sai đấy nó cái tủa mà à, nó, nó, là rắn mà rắn thì nó phải là tan trong axit điều kiện để của chất tham gia khi mà xảy ra phản ứng trao đổi ion em thường quan tâm đến phản ứng trao đổi ion là sản phẩm đúng không tạo ra chất kết tủa chất điện ly yếu chất bay hơi nhưng quên mất điều kiện cho chất tham gia mà em sai câu này là coi như là vứt đi nha yeah. rồi tiếp câu số 44 được chưa đấy học nó có thừa đâu em và chu minh thư đi rồi con hai hai đứa rủ nhau đi à? <laughs> Thử rồi nhé, rồi không sao, đi nhưng mà chúng ta nhớ quay trở về nhá, đi là để trở về mà nhá. Chứ lại đi là máy máy là là, là hơi mệt đấy, nhá. Ok, số chất trong dãy vừa tác dụng được với AgNO3 là vừa tác dụng NaOH cái kiểu câu hỏi này rất cổ chuối luôn. Cái kiểu câu hỏi mà nó, nó chúng ta hay gặp là vừa tác dụng axit, tác dụng bazơ thì nó còn được. Đây là vừa tác dụng với hai chất khác nhau này. Theo kiểu là là, là AgNO3 NaOH thì là là sẽ sẽ mất thời gian đúng không là gấp đôi số liệu rồi bây giờ chốt thôi nào ở đây là sắt hai thì nó sẽ phản ứng được với lại bạc nitrat và sắt hai thì cũng phản ứng được với nào hát cháu xin đúng không nhá sắt hai đều có tính khử mà nó khử anh này xuống và tất nhiên anh này phản ứng nào hát tạo kết tủa là trắng xanh em hai lần cun nó ba tất cả hai lần sao nào tập trung vào tập trung vào nhá tập trung vào không này là lại chọn sai chúng ta thấy là đồng nitrat có phản ứng với anh này không đồng nitrat thì không phản ứng với bạc nitrat tóm lại là gạch sắt thì sao sắt thì không phản ứng kiềm gạch sắt này này sắt thì phản ứng khử này được nhưng không phản ứng kiềm nhôm nhôm được đúng không nhôm được ngay nhôm thì anh này là phản ứng được tạo cái tủa anh này thì đẩy bạc ra thôi kém kém được nhỉ zn 2 cộng zn 2 cộng à, a từ từ anh này quá được luôn Bởi vì nó có CL trừ này Ê, AG cộng Nha, tạo kết tủa Anh này thì tác dụng này tạo kết tủa hoặc là thích thì là tan ZNO thì có không? Không ZNO thì không được ZNO với anh này thì nó trả ra cái khỉ gió thì PACL2 thì lại càng không Vậy chúng ta chỉ có là gì ạ? B thôi Đoán B mà Đúng nhở? À đây, Chu Minh Thư Trang Phạm Ok, có cần thấy viết phải viết phản ứng không đây? Chắc không đúng không? Sắp xong rồi, chúng ta sắp hoàn thành mục tiêu rồi 45 đi Đúng đây rồi đây Câu này thì nó cũng không vấn đề gì cả đúng không Bây giờ nhỏ từ từ đến dư kiềm Tóm lại là kiềm dư nha. Vào các cái dung dịch muối ở đây em có thể nhìn thấy Đúng không? Ui, có mấy chất này nhìn lạ thế Ông này nhìn lạ thế nhỉ <laughs> Rồi, sau và đứng xảy ra hoàn toàn số trường hợp thu kết tủa nhá Đấy. Nếu mà có gì nào hát dư thì nếu mà có nhôm là gạch luôn Đúng không? Nhôm là kẽm là gạch này bởi vì là nó tạo ra kết tủa tương ứng hydroxit tương ứng là nó sẽ bị hòa tan đúng không em Thế bây giờ tìm nào anh này cho đây kết tủa chắc luôn FLH 3 lần anh này cho đây kết tủa chắc luôn HCO3 với oH tạo ra CO3 2 CO3 2 trừ kết hợp CA2 cộng tạo kết tủa CaCO3 không biết là đâu nhá đúng không em tiếp đến là đồng nitrat đồng nitrat kết tủa đồng hydroxit trắng xanh là màu xanh lam gì đấy BAHS ông này thì chả tạo ra cái tủa gì cả ông này là 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 không đúng không vậy là ba nhá em ăn c được chưa nguyễn trọng nghĩa văn thiện mai chi BHS tất cả hai lần thì các em nhìn nó nó giống như kiểu là cái anh na hs ấy đúng không? Nó vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm nhưng mà nhưng mà nó không thua cái tủa nó tạo ra bas tan và gì ạ? và na 2, s tan và nước làm sao mà phản ứng được Đây là câu số 46 của năm câu thôi cố lên cho ba kim loại kiểm thủ vào các dung dịch tóm lại là là ta sẽ ra được là BaOH hai lần nhá em nhớ nhá quan quan tâm đến BaOH hai lần thôi cho vào đây số kết tủa tạo ra khác nhau tức là sao số kết tủa mà tạo ra khác nhau không? nghĩa là không trùng nhau tức là tạo ra kết tủa nhưng không được tính là trùng à 46C hả? số kết tủa tạo ra khác nhau là là, là, là là như nào? Trang phạm, nào mấy đứa comment cho thầy chứ nào? ở đây nó hỏi là số kết tủa tạo ra khác nhau nhưng mà trường hợp nào mà trùng thì chúng ta không được tính vào. Nhiều khi câu hỏi nó cũng hơi ngáo nhỉ? Paris uh, BaH hai lần cho đây ta có kết tủa Ba gì? Vậy? Ba siêu ba. Ông này thì có Ba gì? Vậy? Ba S bốn và CuOH tất cả hai lần. Ok ba cái ba cái tủa khác nhau nhá. Ông này thì là baco 3 Nhưng mà làm sao ạ? Trùng với ông này rồi. Ông này thì là tạo ra là MgCO3. À quên nhầm, tí nhầm, MgOH tất cả hai lần chứ. Cái tủa nhá. Anh này thì có kết tủa là Ba3PO4 tất cả hai lần màu vàng. Hai lần. Vậy là hỏi số kết tủa Uh, tạo ra khác nhau thì một này hai này ba này 4 này 5 chứ đúng không cô tôi chết thầy nhầm cái gì à hả à, các tình yêu thầy nhầm ở đâu hay sao mà các ông chọn 7 c nhỉ này... số kết tủa tạo ra khác nhau có 46 này có vẻ có vấn đề nhỉ câu này lúc đầu em là đếm 6 xong này phải viết ra là, là, là tổng là 7 có thể tổng là 7 à Đâu còn anh nào nữa À Ông này là còn đúng rồi Thế thì 6 nhá Thầy xin lỗi nhá Ông này còn xe siêu 3 nữa Ý quên Rồi Thế thì bạn nào mà đếm là 7 là vứt đi Đúng không Đáp án chúng ta phải là B Chuẩn chưa Bởi vì hai anh BA siêu 3 trùng nhau rồi Vậy là đáp án B Chắc luôn rồi lên tiến thành phùng tiến đạt kinh đấy nhờ đấy thầy mới thiếu mỗi xe co ba thôi là nhiều ông nhiều ông là comment là còn không kịp comment cho nó được chuẩn để làm sao để là là nhắc thầy nữa được <laughs> phải comment nhanh lên để là người đầu tiên comment ra cái lỗi sai của thầy đúng không đếm cả chồng rồi, rồi ok ủa thế lúc đầu em đếm đúng quý nhá đếm cẩn thận nhá nếu người ta hỏi là tổng số kết tủa là phải để ý đấy rồi, bây giờ là chúng ta quay trở lại câu hỏi quen thuộc đó là FBLH tất cả ba lần à, F có nhầm, thôi chứ rất ngáo rồi. FB bao 4. Thì x của em cho vào đây sẽ tạo ra FB2 cộng 3 cộng và CL Không có H cộng đâu nhé Vừa đủ rồi. Bây giờ đi đi tìm cho thầy các chất thôi. Nào. Đồng quá quen rồi. Đồng phản ứng với lại sắt 2. À quên nhầm, đồng phản ứng sắt 3. Magie phản ứng sắt 2. Sắt 3 cũng được, tóm lại magie nó tát cho hai ông này một phát gãy răng luôn xuống là gì chỉ còn là sắt không thôi bạc hả bạc thì không bạc thì không phản ứng được với ông nào trong hai ông này nhá muối bạc thì được muối bạc để phản ứng với cl trừ cái tủa agcl nhá na hai co 3 thì phải đấy chỗ câu, câu này là có anh co 3 này câu này rất ngáo đá luôn nhá cái muối carbon nát của nhôm hay là là, là 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 là, của sắt đấy là sắt ba ấy với sắt ma là là rất ngáo đá luôn, nó không bền. Nó tạo ra Fe2CO3 tất cả ba lần. Nên chỗ này thầy nhắc. Tạo ra Fe2CO3 tất cả ba lần. Ông này nó không bền, nó tạo ra là FeOH tất cả ba lần cộng với lại CO2. Đúng không? Cái này thầy dạy trong lớp vip rồi đấy. Với muối nhôm cũng thế. Đúng không? Nhá, do đó mà là phải đứng nhá. Em phải để ý cái đó nhá mấy đứa. Câu này là có này. Tháng 2 số 3 là có là các bạn phải để ý. <laughs> các thầy sai không được chửi thầy nhưng mà cho sai thầy chửi cho vỡ mặt luôn đúng không? Thầy chửi cho gãy răng. Này bạo lực quá. Xin lỗi các bạn nhé. <laughs> Này hơi bạo lực thật. Nói mồm vậy thôi chứ nó tát được đứa nào gãy răng đâu. Đúng không ạ? bạo lực thế đội nó mới thích Thế khổ không được bậy quan điểm là không bậy ý, nhưng mà hoàn toàn có thể bạo lực rồi na ba chúng ta thấy là 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 không được đúng không em nếu mà ở đây có hát cộng thì Nano 3 ba được nhưng mà đây nó không hát cộng em phải chú ý nhé đây chúng ta có là gì nào hát được và nh 3 thì chắc chắn rồi nh 3 phải đứng với sắt 3 chúng ta biết rồi đúng không? tạo cái tuổi fh 3 lần đây chúng ta có tổng là bao nhiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cháu xin ngay đáp án đi đúng không không chưa nay học vui quá chú minh thư bạo lực thế để khắc sâu <laughs> nhiều khi tát cái là nó ù tai nó lại chữ nó lại rơi sạch xuống dạ dày chả khắc được tí nào vào não đúng không ạ khắc sâu đấy ngon quá em coi like khoảng hai cái tư thầy hiền mà sao bữa nay thầy chửi máu lửa thế chắc thầy bị lây báo lửa của khóa hai cái nhăm bắt đèn thầy đối hiền hà mình uh, hòa nhập nhưng mình không hòa tan em ạ nhá ok rồi số chất tác dụng được với NaH s 4 thì mấy đứa phải để ý anh này ấy, trong dịch nó phân ly Na cộng, H cộng với SO4 2 trừ. Đấy, thầy viết như này hơi thừa bình thường thì em viết trên đầu đó thôi này. Bây giờ em nhìn nhé. À, đây là dung dịch. Đấy này, ngoài ra nó còn có nước nữa. Đúng không? Nó là dung dịch mà. Dung dịch nó có nước, có nước thì K cộng vào đây phản ứng với nước. Đúng không ạ? BaOH tất cả hai lần. à quên nhầm BaO chúng ta thì hôm nay nó phản ứng với lại là gì? S42 trừ B2 cộng đấy CaOH tất cả hai lần với H cộng à, KH CO3 thì ở chúng ta thấy là nó có H cộng đây Cứ K rồi H thôi Rồi được chưa Sinh ra khí CO2 Anh này thì phản ứng H cộng sinh khí CO2 Anh này Anh này thì không phản ứng ở Đây Maze thì với S42 trừ Thì nó là MGS4 tan à, Anh này Có phản ứng B2 cộng mà Chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lại C tam nghi hồ văn tịnh lương Ngũ quân mấy đứa tận hưởng đi nhé không còn uh, bao nhiêu thời gian nữa đâu lương Ngũ quân tuyệt vời Quân ơi nhưng mà thầy thấy là uh, đi uh, đi lục quân về mà nghe chừng uh, là có vẻ là là vẫn vẫn không lên cân được quân nhỉ bây giờ quân nhớ ngày xưa thầy đi lục quân thầy tăng bao cân không thầy thầy tăng gần một giáp kg đấy có khái niệm nào là khái khái niệm uh, một giáp kg không nhỉ <laughs> nhá yeah, thấy tăng gần giáp đấy thấy chưa nhưng mà quân này thấy vẫn hơi gầy lắm ăn uống vào người yêu rồi anh thường nó sẽ gầy hơn anh quân chúng ta là đỗ học viện quân y đỗ hoài minh anh à, nguyễn hoài minh có số 49 nào em thôi rồi, chốt để để mấy đưa đi nghỉ nhá không phải gần 11 giờ mất rồi uh, ok uh, cho vào dung dịch muối sắp ba anh em nhá Lần lượt các cái, một lượng dư chú ý này lượng dư các chất nhá chứ không phải là fe ba cộng dư nhá mà các chất này dư đây, em là số trường hợp thu được kim loại sắt Đôi khi nó có thể là hỏi là thu được sắt 2, thu được sắt 3, à thu được sắt 2 Nhưng đây là là kim loại sắt Nếu mà muốn thu được kim loại sắt ấy, Thì nó phải là những em phải đi tìm cho thầy những cái kim loại Mà có tính khử mạnh hơn hẳn luôn cả sắt hai Nghĩa là ở đây chúng ta có cặp Fe2 cộng trên Fe mà Sau đó thì ở đây trong dung dịch muối chúng ta yêu cầu đầu bài là Fe3 cộng Thì nó xảy ra theo hai giai đoạn đúng không Thì cái kim loại của em ấy Đây là em nhìn vào đây là nó phải đi tìm kim loại của em phải đứng trước này để làm sao để nó khử ông này xuống sắt hai sau đó sắt hai ở đây nó lại bị khử xuống sắt chúng ta cần tìm anh này thế thế đây chúng ta đi tô thôi Maze được không Maze là tát phát ông này xuống thẳng sắt luôn dư mà agn ba thì là không rồi nhá agn ba không nhôm được này canxi canxi thì không nhá mấy đứa trừ trường hợp canxi thì chúng ta thì 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 nó sẽ phải đứng nước kém được chúng ta có ba anh này thôi em à Đấy nha, không đi tì tính cả canxi. Rồi, rất tốt Lê Đăng Khôi, Lê Thanh Toàn. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc buổi livestream này. đáng lý ra là thầy chữa trong lớp VIP nhưng mà hôm nay vì là chuẩn bị khai giảng khóa chính thức là bắt đầu chiến khóa dậy sớm học bài kết hợp tăng tốc 8 cộng. do đó mà thầy tiến hành livestream ngoài page với mấy đứa. cũng đã xin phép các bạn lớp VIP rồi, đúng không ạ? Ok, câu số 50. Bây giờ tôi cho vào một lượng một lượng bột sắt và một lượng dư để cho sắt này vào lượng dư như anh này. Sau phản ứng kết thúc số dung dịch mà chỉ chứa muối sắt 2 thôi. Bây giờ muốn chứa muối sắt 2 ấy thì chúng ta thấy là nhớ là phải à có chứa nhá. Úi dồi ôi rồi tí này, có chứa muối sắt 2 em nhá. Chứ không phải chỉ nhá. Chỗ này nó ngáo đá lắm này. Tinh đi thi, thi là nhiều khi là quạt trần nó hỏng, mồ hôi rơi ra nước che cả mắt thế là mờ mắt nha là có chứa muối sắt 2 thì em tìm nào. Cái này được không? Cái này được bởi vì sắt chúng ta khử sắt 3 xuống sắt 2. Đúng không em? Anh anh sắt này với lại đồng chí này được không ạ? Quá được luôn, sắt nó khử AG cộng xuống. Nó tạo sắt 2. FeSl3 giống hệt Fe2S43 lần thôi, cũng tạo ra sắt 2. Anh này anh tạo ra sắt 2. Sắt phản ứng HCl sinh ra sắt 2 sắt phản ứng với lại hai đồng chí còn lại thì là không sinh ra sắt hai được mà phải đẩy lên số xóa cao nhất là sắt ba vậy tôi có hai bốn năm đáp án chắc chắn a à. chắc chắn a luôn nha yeah. <laughs> đúng nhỉ à? ô tôi chết rồi à ô tôi chết, chắc chắn a là là, ra là... <laughs> dạ đi tôi chết rồi nhà b chứ anh a gần ba cũng được sorry sorry nó bảo muối sắt 2 mà đúng không đây này nó gặp lại fe 2 cộng trên fe đấy nguy hiểm quá đây là fe 3 cộng trên fe 2 cộng đúng không và đây là ag cộng trên ag đúng không tôi xem nào uhm. thế thì làm sao mà được đúng không tí mèo nhá đây em nhìn này anh này là dư dư thì anh này hết đúng không sắt chúng ta nó sẽ khử anh này nó khử là tạo thành sắt hai nhưng tuy nhiên sắt hai thì nó lại là có thể khử được ông này đấy để tạo thành sắt ma câu này nó rất dễ là ra đi sau đó em phải đấy nhá đáp án chúng ta phải là b đấy <laughs> em tưởng em đứt câu này ok rồi thầy uýnh đòn bạn lê tuấn anh đi à, thầy bạn ấy báo thầy nãy giờ nãy giờ ấy mà, mà bạn nào sai thì tự push up nhá và nào sai thì tự là là push up đi nhá push up 100 cái đi nhá ok nhá riêng thầy thầy không phải push up vì nãy giờ thầy không sai con nào nhá ok rồi ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình à, à, đúng không ạ đúng không ạ à, từ từ xem nào à, có bạn comment một câu cũng rất hay từ từ chờ thầy tí không là là là, là... chờ thầy tí, chờ thầy tí. Cho một lượng bột sắt vào lượng sắt dư dung dịch sau. Ở đây là vào lượng dư nhá, chú ý nhá. Các bạn vừa comment này, này Cái câu này ấy là em phải để ý ở đây là vào lượng dư. Thầy xin lỗi chỗ này nhá. Chỗ này là lượng dư, đây không phải là sắt dư. Và phải lượng dư thằng này thì mới xảy ra điều này chứ, thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi nhá. Đây là AG cộng dư, thế này vào một lượng dư các dung dịch sau mà nhưng do đó mà ag cộng dư này nên là fe 2 cộng nó mới phản ứng với ag cộng nó sắt hết rồi thế nhiều bạn vừa nói có bạn vừa comment bảo ơ thế nếu mà tại fe 3 cộng mà sắt dư ấy thì sắt dư nó sẽ phản ứng với lại fe 3 cộng thầy ơi để tạo ra sắt hai đúng không nhưng mà em quên mất là em để ý này thầy vừa thì viết nhầm chỗ này nên là em bị ngáo đá thôi đây là lượng dư của các chất này còn sắt của chúng ta thì nó không dư Ok, như thế là được chưa ạ? <laughs> Nay thầy xin lỗi nhiều quá Thật dạ, ra dạy học cũng là một nghệ thuật Sau này các em là đứng trên cương vị là một người làm công tác giáo dục Các em sẽ hiểu là dạy học nó không chỉ là chọn đáp án Mà dạy học nó không chỉ là là dạy đúng Mà dạy học có đôi khi nó còn dạy là Dạy học thì không được sai Nhưng dạy học không đồng nghĩa việc là chỉ là dạy đúng Mà dạy học có thể là nhầm Có thể là nhấn Rồi có thể là các kiểu nó có nhiều kịch bản lắm thì đấy nó gọi là nghiệp vụ sư phạm thầy thì có bằng nghiệp vụ sư phạm của cục nhà trường à, và của à, bằng của thầy là bằng giỏi bằng của thầy thầy cũng nhớ không nhầm thầy thì không thích sâu bằng như các thầy khác bởi vì nói thật sâu bằng như các thầy khác thì 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 hơi ngại bởi vì nó toàn bằng shit thôi bằng của thầy thì đều bằng giỏi hết <laughs> nên là thầy ngại sâu lắm bởi vì sâu ra thì nó trả phải làm gì cả và nếu các em nếu các em thích thì hôm nào rảnh thầy show cho các em xem. Show chỉ để các em thêm gọi là áp lực thôi. Nhưng mà nói thật với các bạn ấy là thầy còn nhiều thứ khác để show ra hơn, do đó thầy sẽ không dùng bằng cấp để show. trả uh, chả để làm cái gì cả và nó chỉ là chiêu trò marketing thôi. Nhưng cá nhân thầy thì thầy nghĩ là như thế này là gì ạ? Trong quá trình dạy học ấy thì cái người dạy nó phải là người một nghệ sĩ phải truyền được lửa nó phải truyền được động lực và nó phải là tạo ra được các cái hiệu ứng để cho các em học chứ không phải là gò đầu ra xong chữa gò đầu ra xong dạy à, sau đó thì là cứ như kiểu là một cậu sinh viên ấy. như thế thì nó nó thật với các em là nó không có cái cái nghiệp vụ sư phạm dự như vậy tuy nhiên thì có những người là không phải là là theo cái hướng sư phạm đâu nhưng mà người ta lại có cái kỹ năng rất là tốt thì cái đấy là tùy thôi cái cảm nhận của học sinh quan trọng nhất là các em các em là cái người mà thực sự hiểu bài nhá các em là học các em cảm thấy là là nó có ý nghĩa với mình ghi nhớ được là cái điều rất là tốt. Ok. Rồi ngày hôm nay thầy và chúng ta kết thúc tại đây thôi và thầy chúc các bạn là bước sang tuần mới đó là ngày mai, một tuần mới rực lửa. Luôn luôn là ngập tràn năng lượng tích cực và chiến với thầy cũng như tim đối học một cách mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta có thể cá đích thành công. Bye bye các em và hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé